Dạ hỏi có ai ở nhà không? Đẹp trai quá. Có chuyện gì vậy? Vô nhà nói chuyện. Tôi là thợ săn lỡ đường. Tôi hơi tò mò chút. Chẳng hay sao nàng lại dựng nhà ở nơi rừng thiên nước độc như vậy? Ủa chàng mới uống mà, nước đâu có độc đâu. Mà chàng nói em lẻ loi hả? Em đâu lẻ loi đâu. Có chàng kìa, chàng mới tới á, lẻ loi hồi nào? Chắc là chàng đói bụng lắm rồi hả? Em lấy thịt nướng cho chàng nha. Đa tạ. Vậy chàng ngồi đó chờ đi, tôi mang ra liền. Ngồi đi, chờ chút nha. Đồ ăn tới rồi nè chàng ơi. Ngon quá. Làm phụ em với. Thơm nữa. Nàng thật là chu đáo. Ủa, sao nàng làm nhanh quá vậy? Chuyện làm đồ ăn đối với em á, chỉ là chuyện nhỏ. Chàng ăn đi, ăn cho đã đời luôn. Muốn bao nhiêu cũng có hết trơn á. Cộng cái 6 nha. Ngon không, ngon không? Ngon đó, nàng làm khéo quá. Em á, không phải khéo gì đâu. Nhưng mà em nói thiệt nha, sao mà chàng đẹp trai, tuấn tú quá à. Đó giờ em không thấy ai mà tuấn tú giống như chàng đó nó. Nàng lại quá khen rồi. Em không có nói quá đâu. Em chờ ở đây cả ngàn năm nay mà đâu có ai đi qua đây đâu. Nếu mà có thì cũng toàn là mấy lão tiều phu, già hát, xấu xí. Nhưng mà hôm nay á, may mắn sao mà chàng lạc vô đây. Chàng, hay là chàng làm chồng em nha. Không có gì đâu, chàng ăn đi. Vừa ăn vừa nói cũng được mà. Ủa sao chàng bị sốc hả? Nghe nói á, với loài người thì cấm kỵ, chứ ở thế giới của tụi em, cọc đi tìm trâu là chuyện bình thường à. Em thích ai thì người đó làm chồng của em thôi. Thế giới tụi em, ý nàng là ý em là trong rừng này vắng vẻ quá, khi mà em thấy là phải chớp liền, chứ không có đợi người ta đi kiếm mình, đúng không? Chàng trả lời em đi, làm chồng em nha. Làm chồng? Nói thiệt với chàng á, là em ở đây em chờ lâu lắm rồi. Gặp được chàng em mừng quá. Ý chàng sao? Chàng ở đây với em hả? Là chàng không có lo gì hết á. Em bao hết nguyên cái khu rừng này luôn rồi. Nè, ăn ở em lo, em bao hết cho nha. Nàng vui tánh quá. Em á, có vui tánh gì đâu. Em nói thiệt á. Ê, chàng Đi. Đi đâu? Đi trốn. Đi. Nàng vui tánh thiệt đó. Trời ơi, không có vui đâu. Chàng á, mà không trốn là nguy hiểm tới tính mạng đó nha. Nguy hiểm tính mạng hả? Trời ơi, chàng không biết hả? Mẹ em là bà chằn đó. Bà chằn ăn thịt người không bao giờ no. Mẹ em đi kiếm mồi sắp về tới rồi đó. Trời ơi, chàng đi liền đi, không thôi mẹ em về tới ăn thịt chàng đó. Mẹ nàng là bà chằn? Vậy nàng là... Em mới là con gái của chằn đó. Nhưng mà chàng không có cần phải lo đâu. Chỉ cần chàng chịu kết tóc xe tơ với em thì bảo đảm mẹ em sẽ không ăn thịt chàng đâu. Sao? Quyết định lẹ lên. Trời, tới kìa. Trời, tới kìa. Quyết định đi, không thôi không kịp đó. Bị ăn thịt đó, nhanh lên. Được. Được rồi, vậy đi đi. Em đưa chàng đi trốn, nhanh lên, đi. Ê, chờ ta lấy cục tên đã. Rồi, nhanh lên. Đi. Leo lên đó. Núp vào trong đó đó nghe. Trong đó đó, sâu vô. Trời ơi, mẹ đi đâu về nhanh quá vậy hả? Có mùi thịt người. Thịt người? Thịt người đâu? Đâu? Hả? Đâu có. Đâu có đâu. Đâu có đâu mẹ. Đúng là thịt người. Không. Trời ơi, mẹ nghĩ sao thịt người. Trời ơi. Cái này con ăn. Con ăn. Là con ăn. Con thèm, hết sức thèm luôn. Con ăn. Ngươi tưởng trốn ta được sao? Hả? Xin tha mạng cho tôi. Mẹ ơi, xin tha mạng cho tôi. Tha hả? Con nhìn đi, ngon lành cũng ăn được mấy bữa. Mẹ nghĩ sao vậy? Mẹ tha cho chàng đi. Con muốn chồng dữ lắm rồi. Khó dữ lắm mới có một người đi qua đây còn nguyên vẹn mà còn đẹp trai nữa. Mẹ để chàng ấy làm chồng của con đi. Có chịu ưng làm chồng con gái của ta không? Hả? Chịu không? Dạ chịu. Chịu là mày ưng nó hay là mày sợ bị ăn thịt? Mẹ dạ. Mẹ hỏi một hồi á là hả? Anh đổi ý luôn á. Mẹ đừng có hỏi nữa. Được rồi, để đó, ngủ một giấc sáng mai tính tiếp. Chàng ngủ có ngon không? Nhìn cái bản mặt là biết không nhắm mắt được rồi. Ta lỡ hứa với con gái ta là không ăn thịt ngươi nữa, nhưng coi bộ ngươi không thật lòng với nó, cho nên ta sẽ cho ngươi một thử thách. Làm không xong, ngươi sẽ là bữa trưa của ta. Mẹ đã nói rồi mà sao cứ vậy hoài? Không nói nhiều. Gỡ búi chỉ này ra, màu nào ra màu nấy. Canh giờ không xong, đứt một sợi chỉ thôi cũng chết nhau. Trời ơi, ta là đàn ông, tay chân thô kệch, làm sao gỡ mớ chỉ này ra mà không đứt chứ? Em á, em là con gái nè, em còn làm chưa được nữa, huống chi là chàng. Kỳ này chết chắc rồi. Nhưng mà chàng đừng có lo. Chàng đưa đây, em sẽ giúp chàng. Nè. Thấy không? Hay quá vậy. Nàng có phép thuật sao? Tất nhiên. Em là con gái của bà chàng mà. Chàng có thích không? Nàng đã như vậy, chắc phép thuật của mẹ nàng còn cao hơn nữa. Dĩ nhiên rồi. Nhưng mà em nói chàng nè, chàng phải sống hòa thuận với em. Đừng có làm mẹ phật ý. Mẹ mà giận lên là không biết chuyện gì xảy ra đâu. Chàng nè, hay là mình chọn ngày đẹp, thiếp với chàng làm lễ thành hôn nha. Cái gì? Sao? Không chịu hả? Vậy mới ngoan. Nè, mẹ nhìn đi. Không phải con rồi nha. Con không biết gì hết á. Mẹ thấy anh có khéo tay không? Anh tự làm hết á. Mẹ, cho tụi con làm đám cưới nha. Chưa xong đâu. Có thật là nó làm không? Anh làm chứ ai. Đâu phải con đâu. Không có nha. Mẹ cứ nhìn con hoài à. Mẹ vậy. Mẹ làm đám cưới cho tụi con luôn đi. Lên. Chưa gì tùm tớp hả? Để đó, vài bữa nữa tính. Vài bữa nữa tính cũng được. Chàng có vui không? Đứng lại. Đi đâu đó? Dạ con tập thể dục. Ta vẫn biết người rắp tâm bỏ trốn. Tội nghiệp con gái ta. thiệt tình với ngươi, cho nên á mẹ ta sẽ ăn thịt ngươi suốt. Trời ơi, mẹ vợ với con rể nói chuyện vui vẻ quá ha. Ta tính nhờ con rể giúp chuyện này. Bữa nay ở nhà, cái đám lông ta để sau nhà đó, lựa ra lông gà ra lông gà, lông vịt ra lông vịt, nghe chưa? Khi nào ta về á phải lựa cho xong, nếu không ta ăn thịt luôn đó. Mẹ, mẹ suốt ngày à. Coi bộ mẹ nàng chẳng bao giờ tin tôi. Hay là nàng đưa tôi đi khỏi chỗ này đi. Sống mà lo sợ nơm nớp như vậy, sợ bị ăn thịt, tôi thấy khổ sở lắm. Còn có em mà, em luôn bên cạnh chàng. Tôi biết là có nàng giúp tôi, nhưng mà lỡ có bữa nào á mẹ phát hiện là nàng giúp tôi, xong rồi mẹ nàng ăn thịt tôi thì sao? Tôi chỉ muốn ra khỏi đây thôi. Sao á mà suốt ngày chàng cứ đòi đi hoài vậy? Chàng muốn đi á là do chàng sợ, hay là chàng không muốn sống với em? Không, tôi muốn sống với nàng chứ. Nhưng mà sống mà cứ nơm nớp lo sợ như vậy á, tôi thấy khổ lắm. Hay là tôi với nàng đi chỗ khác sống đi. Ráng đi mà. Nếu á mà chàng thương em thì chàng cứ ở lại đây, để chứng tỏ với mẹ là chàng thương em thật lòng, thì mẹ sẽ không ăn thịt chàng nữa đâu nhá. Nghe lời em đi nha chàng. Đi nha, đi vô đây. Xong rồi đó, mẹ đừng có thử chàng nữa. Con cái trong nhà mà suốt ngày mẹ cứ thử cái này thử cái khác hoài, ai mà chịu nổi. Mẹ cũng đâu có tính thử thách nữa đâu. Không thử. Chàng, ngày mai này nè, chứ ngày mốt nữa, chàng phải ở miết bên cạnh em nghe không? Tại sao? Em mà nói ra bắt công là chàng sợ nữa. Cứ nghe em dặn vậy đi nha. Thôi đi, vô ngủ với em. Ta với nàng vẫn chưa làm lễ hợp cẩn, hay là không phải phép. Trời ơi, chàng thương em vậy đó, lúc nào cũng nghĩ cho em hết. Vậy mà mẹ em không hiểu, suốt ngày cứ nghĩ xấu cho chàng hoài à. Thôi, nhưng mà em không có cần giữ gì đâu. Đi, vô ngủ đi, em sẵn sàng rồi. Em sẵn sàng rồi. Ta nghĩ không có được đâu. Tại vì ta là con rể mà còn đang ở nhà vợ nữa. Nàng cũng biết mẹ nàng vốn đã không ưa ta mà. Không tiện đâu. Thôi kệ đi, vậy đành phải chờ tới cái lễ chết tiệt đó. Nhưng mà chàng nhớ lời em dặn nghe không? Không có được rời xa em nửa bước đâu nghe chưa? Em đi vô trước á. Tại con biết là không thể nào thoát khỏi tay mẹ. Biết vậy tốt đó. Ở đó đi, lát ta về. Dạ mẹ. Chàng á là đừng có rời xa em nửa bước hay sao? Tại sao? Mà chàng nè, hồi sáng nay á mẹ có giao nhiệm vụ cho chàng đúng không? Không thấy. Tôi chết rồi. Không hay rồi. Sao vậy? Trời ơi, chàng nghĩ sao vậy? Mẹ em á, mà không giao nhiệm vụ cho chàng á, là mẹ em gần sắp ăn thịt chàng rồi đó. Ăn thịt ta hả? Ừ, ăn không còn cái gì luôn đó. Vậy giờ phải làm sao vậy? Thì chạy đi trốn chứ sao. Chạy đâu? Đi với em nè. Bảo đi. Ôi trời ơi. Thấy đôi trai gái chạy qua đây không? Lão không thấy gì hết. Vô tích sầu. Hú hồn à? Làm hết hồn cái dí à? Bây giờ chị phía nào đây? Phía này đi, phía này. Ê, khoan. Hả? Nàng nghĩ sao vậy? Tự nhiên đuổi theo mẹ nàng làm gì? Thì đuổi theo bả, rượt theo bả để bả khỏi rượt theo mình. Thôi, chạy hướng khác đi, không tôi là chết đó. Chị đi đường nào bây giờ? Nhanh lên. Đi. Con gái ta đâu? Trời ơi. Quá. Khoan. Chàng sao vậy? Hả? Ta mệt đứt hơi rồi, không nổi nữa. Trời ơi, bây giờ mà chàng không chạy á là mẹ em tới đó. Mẹ em ăn thịt thì lúc đó đừng có sợ nha. Nhưng ta chạy không nổi nữa đâu. Bây giờ sao? Trời ơi, chết rồi. Tối rồi kìa. Làm sao đây? Giờ chạy chứ sao? Chạy đi. Chạy. Đi. Khoan. Bây giờ không còn kịp nữa rồi. Bây giờ mình phải có cách. Cách gì? Nhanh đi. Em có cách. Hôm nay mày là màu hôn nhất của ta. Ê, thấy giờ có thấy đôi trai gái chạy qua đây không? Không. Con mắt như mù. Hey. Hên quá. Bây giờ mình phải chạy. Mình chạy hướng này. Vậy mình chạy hướng nào? Mình chạy hướng này. Đi. Chạy hướng này. Nhanh lên. Đứng lại cho ta. Đúng rồi. Kèm nữa rồi. Kiểu này á, mẹ nàng sẽ bắt được mất. Chàng yên tâm đi, có em đây mà, lo gì. Rõ ràng là hai đứa nó không có vừa ở đây sao? Chàng coi kìa, trời, mẹ dễ bị gạt ghê á. Không ngờ yêu tinh là quỷ luôn á mà dễ bị gạt. Trời, gạt thêm được lần nữa rồi. Ê, nhưng mà tao nói nghe nè. Hả? Giờ mình làm sao? Không lẽ cứ chạy về hoài? Thì không chạy vậy chứ làm gì. Đi thôi, chạy. Nè. Trời, mày làm gì mày xuất hiện vậy? Nãy thấy đi đằng kia rồi, làm hết đồn. Thiệt là cái đồ mê trai. Tự nhiên nó người ta mê trai à. Đi về. Mảnh đẹp thiệt chứ bộ. Phen này hai đứa mày chết với tao. Mẹ, mẹ cho con đi với ảnh đi. Đi về. Mẹ kỳ quá à. Đi. Đi nhanh lên nè. Không trốn được với tao đâu. Kỳ cục quá. Dám cả gà trốn ta hả? Đi về. Đi về. Đi nhanh lên. Đi nhanh lên. Nhanh lên. Đi về. Mẹ, con xin mẹ mà. Mẹ đừng có ăn thịt vàng mà. Mẹ làm vậy con đau lòng lắm. Mẹ đừng có làm vậy mà. Mẹ cho hai đứa con cưới. Thôi. Trời ơi đồ ngu. Mày muốn nó mà nó không có muốn mày. Ai nói mẹ ảnh không muốn con. Con cũng mặc kệ. Kệ mà ảnh không muốn con muốn ảnh là được rồi. Hai chàng he. Thôi được rồi, mẹ chịu thua con rồi. Nè, nhưng mà hai đứa phải làm lễ hợp cận để chính thức thành vợ chồng. Thấy chưa? Con muốn cái nhiều đó thôi à. Ừ. Mẹ, chừng nào mẹ? Là khi nào? Hay là ngày mai mình làm luôn đi mẹ. Trời, mẹ mới nói là ngày mai làm luôn á. Con thấy thương mẹ nhiều ghê. Ơi chàng ơi, chàng có nghe gì không? Mẹ mới nói là ngày mai làm kìa. Thôi, được rồi. Chính thức là vợ chồng rồi đó nha. Mẹ ơi, vậy là bây giờ tụi con thành vợ chồng rồi đúng không? Chàng ơi, chàng á là chàng phải ăn đời ở kiếp với em á nha. Là chàng phải ở từ kiếp này qua kiếp khác, qua kiếp khác nữa. Chàng á mà sống với em rồi là chàng sẽ sống lâu như em vậy đó. Hả? Kiếp này qua kiếp khác luôn hả? Là sống từ kiếp này qua kiếp khác, sống đời đời kiếp kiếp với em luôn á. Nè, sao? Chàng không thích hả? Có, nàng thích lắm. Nhưng mà bữa nào á nàng cho ta về lại quê hương bản xứ nha. Đi lâu ngày ta cũng thấy nhớ. Quê hương có ai đâu mà về. Ở đây có em nè. Chàng ở với em là được rồi. Chàng không được đi đâu hết á. Nha chàng nha. Đừng có lo. Nó không có dám đi đâu đâu ha. Nó vừa bỏ đi thôi á là mẹ túm gái nó ngay sống nó liền. Mẹ đừng có hù chồng nữa. Chồng sợ bây giờ. Quên nữa. Bây giờ mẹ với chồng ngồi đây đi. Rồi em đi vô. Em dọn tiệc ra đây nè. Nhiều món ngon lắm. Mình ăn đám cưới nha. Sáng giờ ta có thấy nàng chuẩn bị đồ ăn gì đâu. Sao nói là có nhiều món ngon. Bây giờ chồng đã là rể của nhà này rồi. Thì em sẽ nói cho chồng nghe nha. Nhiều món ăn của chồng mà em đã từng làm cho chồng mấy ngày qua là toàn làm từ sọ người nè, xương người nè, thịt người nè. Chỉ cần chồng muốn ăn cái gì á là em sẽ biến ra tất tần tật những món chàng thích. Biến ra quá trời đồ ăn luôn. Đúng rồi. Vậy bữa giờ ta ăn là do nàng biến từ thịt người đó hả? Nàng dùng phép thuật biến ra những món ăn cho ta ăn hả? Tất nhiên rồi. Em là có phép thuật giỏi mà. Toàn là phép của em biến ra không đó. Nàng là con gái mà đã có nhiều phép thuật như vậy thì chắc là mẹ nàng còn có nhiều điều hay nữa đúng không? Tất nhiên luôn. Chàng nghĩ sao vậy? Em đã có phép thuật vậy rồi thì mẹ em phải có phép thuật giỏi hơn. Mẹ em có rất là nhiều phép thuật. Mẹ em thường hay giấu phép thuật ở trong phòng á. Ở trong cái rương á. Mẹ em có nhiều phép thuật lắm. Mẹ em có nhiều dữ lắm luôn á. Hay quá vậy. Ta tò mò. Ta muốn xem được không? Được chứ. Bây giờ chàng là rể của mẹ rồi cho nên chàng đâu có thấy của mẹ làm gì đâu, đúng không? Nàng thiệt là thông minh. Mà em vô em mở cho chàng coi, chàng không có được kể cho mẹ nghe nha. Chàng mà kể cho mẹ nghe mẹ la em đó. Ta biết rồi. Đi, đi vô đây. Em mở cho chàng coi. Đây nè, đây nè. Đây là cái rương để bụ bối của mẹ em đó. Còn đây á là cây gậy thần. Chàng thấy không? Đây là cây gậy thần. Đây là cây gậy. Gõ đầu này á là sẽ làm cho người chết sống lại. Còn mình mà gõ đầu này á là làm cho người sống chết đi. Thấy ghê không? Thấy ghê không? Trời ơi, ghê lắm á. Hay quá. Nhưng mà nàng còn gì nữa không? Còn nhiều lắm. Chàng cầm giùm em này đi. Đây nè. Đây là hai cái túi bảo bối. Một cái á thảy ra núi sẽ thành sông thành biển lớn. Còn một cái này á thảy ra thì biển sẽ thành núi đồi chập trùng lớn, cao thiệt là cao luôn á. Chàng thấy hay không? Đúng là kỳ diệu. Đúng là trong đời ta chưa bao giờ thấy. Nhưng mà sao ta tin mấy thứ này làm được những điều mà nàng nói à? Mai mốt á mẹ em mà làm cho chàng coi là chàng thấy liền chứ gì đâu. Nhưng mà dễ gì mẹ nàng cho ta xem những thứ này. Chắc là đời ta sẽ không bao giờ được thấy rồi. Ồ ha. Bây giờ em có cách. Hay là chàng thử lên người em đi. Chàng chỉ vô cái đầu kia kìa cho em chết. Rồi chàng chỉ vô cái đầu này nè cho em sống lại. Được không? Vậy cũng được hả? Được chứ sao không. Chứ chàng nói chàng muốn coi, mà bây giờ chàng không thử trên người em á thì còn thử ai được nữa chứ. Đúng không? Lẹ đi. Mẹ về tới là chàng không có coi được nữa đâu. Đưa ta cẩm này cho. Cẩm này luôn hả? Nè. Nè, thử đi. Đầu này là đầu tử. Đúng rồi. Nhớ nha, nhớ chị em chết xong rồi chỉ đồ kia cho em sống lại nha. Ta biết rồi. Không thôi mà em mà chết luôn chả ở mình chàng buồn lắm á. Ta biết là nàng rất tốt với ta, nhưng dù sao nàng cũng là yêu tinh, cũng ăn thịt người. Thôi coi như là ta quá kiếp cho nàng. Kiếp sau nhớ làm người tốt nha. Này còn hú hí trời à, con gái ơi, con gái sao vậy nè hả? Con ơi, con làm gì con ơi. Hay quá. Cậu nhanh mấy qua khỏi dãy núi sừng sững kia cũng phải mướt mồ hôi. Kỳ diệu, biển mênh mông quá. Còn lâu mụ mới đuổi kịp được ta. Muốn đuổi kịp ta, quả chỉ có bay thôi. mình đập bằng đầu nào ta? Kệ, đập đầu nào cũng được, đập mạnh cái đó chỉ có chết chứ sao sống nổi. Cái gì? Đây là gậy sinh tử, có thể cứu người chết sống lại. Đúng vậy, mọi người đừng coi thường nó nha. Cây này nhìn bên ngoài á rất là bình thường, nhưng thực chất đây là một cây gậy thần, có thể cải tử hoàn sinh. Nếu ở trong làng và ai có hữu sự cứ kêu tôi sẽ lập tức cứu người đó sống vậy. Tốt quá ha, đúng là cây gậy quý. Cái tội mê trai nè, nói không nghe nè. Đã tôi nói rồi, con người nó gian xảo lắm, tin không có được. Nói mà không nghe nè, giờ sáng mắt ra chưa? Tức quá. Mày sẽ trả thù cho con, mày sẽ trả thù cho con, mày sẽ trả thù cho con. Ông ơi, ông ơi, tỉnh lại đi ông ơi. Trời ơi, đừng có bỏ tôi mà. Trời ơi, có ai cứu chồng tôi không? Chị ơi, có chuyện gì vậy? Tụi tôi định đi thu hoạch khoai, chưa kịp làm thì ảnh bị rắn cắn chết rồi. Có cách nào cứu giùm chồng tôi không anh? Xin chị đừng có quá lo lắng, tôi có thể giúp ảnh sống lại được. Vậy anh cứu liền đi anh ơi, anh ơi. Sống rồi kìa anh ơi. Sao tôi nằm ở đây? Anh không nhớ gì hết hả? Hồi nãy anh bị rắn cắn chết á, chính anh này đã cứu anh sống lại đó. Đa tạ anh. Dạ. Đa tạ nhiều. Không có gì. Đừng có xấu. Bảo trọng nha. Dạ. Cảm ơn anh nha. Đa tạ. Anh nghe gì chưa? Hả? Hồi nãy có lính á, đi truyền tin ngoài đầu làng á, nói là Thái hậu bệnh nặng. Hoàng thượng nói ở nhân gian ai mà có bài thuốc hay á, cứu được Thái hậu, Hoàng thượng sẽ ban trọng thưởng. Nếu mà Thái hậu chỉ mới bị bệnh thôi thì cứ để Hoàng thượng chữa trị. Khi nào đường cùng rồi thì mới cần đến tôi chứ. Từ đây lên kinh á, đường xa vạn dặm. Tôi sợ khi hữu sự xảy ra, anh lên tới kinh á, thì đã mộ yên mã đẹp rồi. Chỉ bằng bây giờ anh sắp xếp đi liền đi. Tại vì Hoàng thượng rất thương Thái hậu. Anh mà cứu được Thái hậu, tôi nghĩ Hoàng thượng sẽ rất cảm kích anh đó. Anh nói cũng phải. Vậy chắc để tôi thu xếp đi lên kênh một chuyến coi sao. Có gì á nhờ anh coi chừng nhà cửa cho tôi nha. Anh yên tâm đi, anh cứ đi. Nhà cửa để tôi chạy qua chạy lại tôi dòm ngó cho ha. Vẫn chưa có tin tức gì từ các danh y khắp thế gian sao? Dạ bẩm Hoàng thượng, cũng có nhiều bài thuốc được dâng lên, nhưng xem ra chưa có bài thuốc nào khiến Thái hậu bớt bệnh được ạ. Không lẽ các danh y khắp thế gian không ai làm gì được nữa với căn bệnh của mụ hậu ta sao? Hoàng thượng. Dạ, con nghe mẫu hậu. Con đừng có lo nữa. Mẫu hậu cứ để cho thuận theo mệnh trời. Không mẫu hậu, con sẽ cố gắng hết sức để tìm cách chữa trị cho mẫu hậu khỏe lại. Mẫu hậu cứ nghỉ ngơi đi mẫu hậu. Ngươi hãy chăm sóc mẫu hậu cho cẩn thận, nghe chưa? Dạ. Đây là trốn hoàng thành, thường dân như nhà ngươi không có được bén mảng vào. Đi ra đi. Tôi nghe nói hoàng thượng đang cần người chữa bệnh cho thái hậu. Tôi có thể chữa được, xin anh cho tôi vào đi. Nhìn cái bộ dạng này, có ngu mới không biết ngươi là dân thường bịp bợm, muốn dạo chơi hoàng thành một chuyến chứ gì. Đi ra đi, đứng ở đây lát nữa sẽ bị đánh mấy chục trượng đó, nghe chưa. Tôi không phải là thần y, nhưng tôi có báu vật này, có thể cứu được hoàng thái hậu. Cái này cứu được hoàng thái hậu? Đúng vậy, đây á chính là cây gậy thần, cây gậy sinh tử, có thể cứu được người chết sống lại đó. Anh cho tôi vô đi. Nhưng mà lấy cái gì để ta tin ngài ngươi? Hay là nhà anh có ai bị tử nạn hay là bệnh tật gì không? Anh cứ đưa tôi về tôi giúp cho. Ta có một ông bác mới vừa mất, ta đang chờ xong phiên gác này để về đưa tang. Nhưng mà anh cứ yên tâm đi, tôi có thể cứu được. Anh cứ đưa tôi về. Đừng bỏ mẹ con tôi, ông ơi, ông ơi. Cha, cha. Con ơi, dạ bác con mới mất rồi. Xin bác và em đừng quá đau buồn. Hôm nay con về đây là có dẫn theo chàng trai này. Anh ta có khả năng cứu người chết sống lại thưa bác. Cậu có tài cứu người chết sống lại hả? Dạ. Cậu cứu chồng tôi sống lại đi, cậu ơi, cứu chồng tôi đi cậu. Dạ, xin bác bình tĩnh, xin bác lui qua một bên. Cha, cha, ông, cha. Sao mà khóc dữ vậy? Cha, sao mà khóc dữ vậy? Ông ơi, ông sao vậy? Hả? Đa tạ cậu, dạ tôi đa tạ cậu. Dạ. Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn anh đã cứu sống bác của tôi. Bây giờ thì anh tin tôi rồi chứ? Cậu ơi, tôi đa tạ cậu. Dạ. Gậy sinh tử. Dạ bẩm, anh ta đã dùng gậy sinh tử để cứu sống bác của thần. Chính mắt thần đã nhìn thấy điều đó. Ngươi truyền hắn vào đây. Dạ. Muôn tâu hoàng thượng. Muôn tâu hoàng thượng, kẻ hại dân là... Là cây gậy ngươi cầm trên tay đúng không? Nó là gậy sinh tử. Dạ bẩm hoàng thượng, chính là cây gậy sinh tử. Cho hạ thần mạn phép hỏi bệnh tình của thái hậu sao rồi ạ? Hoàng thượng, dạ bẩm hoàng thượng, Thái hậu có chuyện rồi thưa hoàng thượng. Mẫu hậu đừng làm hoàng chí sợ mà mẫu hậu ơi, mẫu hậu tỉnh lại đi, mẫu hậu. Dạ muôn tâu hoàng thượng, xin hoàng thượng đừng quá đau buồn, cho phép hạ dân được dùng cây gậy sinh tử này để cứu sống thái hậu. Ngươi có thể cứu sống mẫu hậu của ta? Dạ. Ngươi làm, nhanh lên. Dạ, tuân lệnh hoàng thượng. Con ngon thì giết ta đi, Đi quái, giết đi. Ta cho tôi chết. Bên kia, ngươi làm gì vậy? Quỳ xuống. Tại sao ngươi dám phạm thượng hả? Dạ thưa hoàng thượng, vừa rồi thái hậu bị yêu quái nhập vào nên thần mới ra tay như vậy, xin hoàng thượng suy xét. Loạn ngôn, lính đâu? Đem tên điên này, tên lính này dám vào ngục, ngày mai dám đầu biểu động thị chúng. Hoàng thượng, hiểu lầm rồi, hãy đi, xin hoàng thượng suy xét. Hoàng thượng nhanh, hoàng thượng xin hoàng thượng. Anh nghĩ làm sao vậy? Ma nhập anh hay sao? Tự nhiên anh phang thẳng cây gậy vô sát thái hậu vậy? Không phải tôi, mà là thái hậu bị mụ ta nhập nên tôi phải cứu. Mụ này là ai vậy? Chuyện này hơi dài dòng. Con gái à, mẹ đã trả thù cho con rồi đó. Tên thợ săn đó đã bị tống vô ngục. nay mai sẽ bị bêu đầu vì đã chơi xấu mẹ con ta. Ngày mai mẹ sẽ đi coi cảnh đó, rồi lấy cây gậy sinh tử nữa là xong. Không ngờ có một ngày tôi với anh lại gặp một cái chuyện éo le như vậy. Bởi vậy mới nói, rõ ràng là tôi thấy anh cứu sống được bác của tôi. Giờ phải làm sao để hoàng thượng tin mình? Phải lấy lại gậy thần, chứ nó mà quay về với mụ ta là tai họa lớn đó. Đúng vậy, phải cứu được Thái hậu nữa. Cũng may hoàng thượng làm đám tang cho Thái hậu vài ngày. Nó nghe nè, nhưng mà tôi với anh bị kẹt trong này hết rồi, làm sao ra được mà cứu người? Để tôi nghĩ cách coi. À, tôi có một anh bạn, anh biết được tình cảnh của tôi, chắc là có thể anh giúp được á. Thiệt sao? Ừ. Trời ơi, anh hãy tự cứu lấy mình, nhưng cẩn thận đó, đừng có liên lụy tới tôi. Đa tạ. Anh đừng ở đây canh chừng nha. Ta đã nhập vào Thái hậu, dụ ta ra tay để hoàng thượng giết ta đó. Bây giờ thì ngươi đã hiểu chuyện rồi đó. Con gái ta chắc là mãn nguyện lắm, nhưng bây giờ chính tay ta sẽ phải giết ngươi rồi. Còn chúng ta muốn ra, con gái hãy tên kia dám trút ngục, còn dám kích động nơi tôn nghiêm à? Hoàng thượng. Dạ đúng rồi đó hoàng thượng, bắt nó cho tứ mã phanh thay đi hoàng thượng. Quân tôn hoàng thượng. Còn mụ là ai? Tại sao tắc yêu tắc quái nữa đây? Dạ bẩm hoàng thượng, mụ ta chính là yêu tinh đã nhập vào xác Thái hậu để hãm hại người này. Mụ ta chính là người đã giết Thái hậu đó hoàng thượng. Đúng vậy thưa hoàng thượng. Đến đâu bắt mụ ta lại. Mụ hổ. Mụ hổ ta đâu? Quỳ xuống. Có phải người thông đồng với mụ ta hãm hại mẫu hậu của ta có đúng không? Hoàng thượng hiểu lầm rồi. Mẫu hậu của ta đâu? Có lẽ thần biết Thái hậu đang ở đâu. Xin hoàng thượng cho thần mấy ngày, thần sẽ đưa Thái hậu về. Được, ta sẽ cho ngươi một ân huệ. Ngươi cần bao nhiêu binh mã để có thể đưa mẫu hậu ta về đây? Tạ ơn hoàng thượng. Hạ dân không cần binh mã, chỉ cần vài người khỏe mạnh để đưa Thái hậu về thôi. Ta sẽ đích thân đi với ngươi. Dạ, tuân lệnh hoàng thượng. Hoàng thượng, mụ ta đang ở đằng sau, mong hoàng thượng cẩn thận. Anh nhớ làm đúng theo những lời tôi đã dặn. Hoàng thượng, mình hành động thôi. Nội trong ngày hôm nay mà nó không tới, ta quăng xác mụ xuống biển cho cá rỉa. Nhưng mà chắc chắn nó sẽ tới. Ta tranh thủ hốt một đám để dành ăn từ từ, biết chưa? Mụ chàng đâu? Mụ chàng ra đây cho ta. Mụ chàng ra đây. Thấy chưa? Ra đây cho ta. Tới rồi. Mụ chàng kia mau ra đây. Tới rồi. Ra đây cho ta. Các người tới rồi đó hả? Mau ra đây. Các người to gan, dám dẫn xác tới này à, đức vua của các ngươi và tên thợ săn đâu? Biểu đem cái gậy sinh tử ra đây cho ta, rồi ta sẽ trả thái hậu cho các ngươi. Mẫu hậu ơi, mẫu hậu của ta giờ phải làm sao? Xin hoàng thượng cứ yên tâm, cứ để hại cho. Mẫu hậu, ngươi tỉnh lại rồi phải không mẫu hậu? Đây là mơ nào? Mẫu hậu ơi, bà không có quyền xúc phạm tới nhà vua. Hoàng thượng sẽ không bao giờ trả nghệ thần cho bà đâu. Bà khôn hồn thì hãy mau thả thái hậu ra đi, nếu không chết không toàn thay. To gan dám thách thức ta hả? Ta sẽ giết hết các ngươi. Có ngon thì đuổi theo ta. Thách ta hả? Đứng lại đó, mấy cái đứa này. Anh chà, điêu hổ đi sao? Chết, chết rồi. Hoàng thượng, có chuyện gì? Bộ chàng đã quay trở lại. Xin thái hậu cứ nằm yên chỗ đó. Hoàng thượng, xin người hãy nấp đi. Người nằm đấy nha. Đáng đời, bộ chàng gian ác. Hoàng thượng, bộ ta đã chết rồi. Được. Mẫu hậu, người cứu ta. Ngươi làm tốt lắm. Ta đã hiểu lầm ngươi. Ơn ngươi cứu mẫu hậu, ta sẽ không bao giờ quên. Chuyến này về kinh, ta sẽ ban thưởng cho ngươi xứng đáng. Đừng phụ lòng của ta. Dạ bẩm hoàng thượng, kẻ tiện dân đã quen tự do tự tại, với lại không được học hành, nên chắc không thể nào làm quan được. Sợ sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng, nên xin hoàng thượng cho kẻ hạ dân được ở lại quê nhà. Hạ thần xin hứa đem cây gậy này giúp người làm vui. Thôi được, nếu lòng ngươi đã như vậy, ta cũng không ép. Ta sẽ cho ngươi toàn nguyện. Xin đa tạ hoàng thượng. Thưa hoàng thượng, cống phẩm lần này thật sự rất đẹp thưa hoàng thượng. Mọi thứ đều rất đẹp, nhưng ta thích nhất là cây kính thiên nhãn này. Nó giúp ta nhìn xa vạn dặm. Kỳ này các nước lân bang đều dâng hòa quý, ta rất hài lòng. Điều đó chứng tỏ mối quan hệ giữa nước ta và các nước khác thật sự rất tốt đẹp. Hoàng thượng thì được tôn kính, đất nước thanh bình thịnh trị. Phải, người nói đúng. Bá tánh yên ổn, trên dưới trong ngoài đều yên vui. Ta vui lắm. Dạ. Hả? Dạ bẩm hoàng thượng, có chuyện này kỳ lạ lắm ạ. Chuyện gì mà vẻ mặt của ngươi hớt hải vậy? Dạ đây là cống phẩm. Sao các nước đều dâng cống phẩm hết rồi mà, đâu còn sót ai đâu. Dạ bẩm, là vậy. Thần đang đứng gác ở ngoài thành thì có một người dáng vẻ rất kỳ lạ đi tới và đưa vật này cho thần, nói là phải đưa tận tay cho hoàng thượng. Thần có hỏi ông là ai, nhưng mà ông ấy không trả lời, chỉ nói đây là cống phẩm, rồi sau đó quay qua quay lại thì biến mất. Giống như là thăng thiên động thổ vậy đó. Biến mất, thăng thiên động thổ. Lạ lắm. Được, để ta xem. Viên ngọc có một chút thôi, mà làm gì mà ngươi tỏ vẻ nặng nhọc như vậy? Sao nặng dữ vậy? Ôi, có một chút như vậy mà sao nặng dữ gì nè. Dạ, chính vì vậy mới kỳ lạ đó hoàng thượng. Ngươi cầm thử coi. Dạ. Ngươi cầm thử coi. Lạ không? Đúng là kỳ lạ thưa hoàng thượng. Rồi bây giờ người đó sao? Người đó không nói gì rồi biến mất hay sao? Dạ, người đó còn nói chỉ có thịt tươi mới che được ánh sáng của viên ngọc kỳ lạ này. quả nhiên kỳ lạ. Viên ngọc này có một sức nặng hơn những viên ngọc bình thường, và khi người nào cầm nó thì người đó có một sức nặng kỳ lạ hơn. Và điều kỳ lạ hơn nữa, những viên ngọc này có thể phát sáng một cách lạ thường. Tuyệt, tuyệt lắm. Trội quá. Hoàng thượng à, quả nhiên là không có thứ gì có thể che được ánh sáng của viên ngọc quý này. Để ta lấy một thứ gì đó dày hơn thử coi sao. Viên ngọc càng tối càng sáng. Quả là một viên ngọc quý. Hoàng thượng, vậy là lời ông lão quái nói hoàn toàn là sự thật. Có nghĩa là lấy thịt tươi che ngọc. Dạ đúng vậy thưa hoàng thượng. Hoàng thượng cứ thử đi. Được. Ngươi làm cho ta xem. Tuân lệnh hoàng thượng. Hoàng thượng à, quả nhiên dùng thịt tươi thì có thể che được ánh sáng của viên ngọc. Đúng rồi. Đúng là ngọc quý. Lĩnh cho thợ kim hoàng xuất sắc ở kinh thành, làm một cái hộp quý bằng vàng để ta cất giữ báu vật này, để hàng ngày ta chiêm ngưỡng nó. Tuân lệnh thưa hoàng thượng. Cạn. Tôi thấy cái nhóm huynh đệ đồng môn của mình á, mỗi đứa một nơi. Anh Tứ bây giờ á, nghe nói đi buôn, nghe nói cũng trầy chuột lắm. Còn ông Nhị á, thì đi phu. Tôi á, thì định khăn gói đi học cái nghề đóng guốc. Cái nghề đó tôi thích, nhưng mà không biết sau này có nên cơm cháo gì không nữa. Trong huynh đệ mình có duy nhất một mình ông là có gia tài, có của ăn của để. Mà cái nghề gõ đầu trẻ ở xứ nghèo này á, mộng khoa bản á, coi như thua rồi. Cái lứa của tụi mình á, khó phất lắm. Cạn. Anh đừng có nói vậy, tương lai còn dài mà. Thử coi, sau này gặp lại, biết đâu tương lai rỡ ràng. Rỡ ràng hả? Làm gì mà rỡ ràng. Làm đủ xài á là mai phước lắm rồi. Mơ mộng đâu có tốn tiền, mắc gì ta không mơ. Hay mình hẹn đi, nếu ai mà công thành danh toại trước thì thằng đó đãi bạn một chầu đàng hoàng. Công thành danh toại hả? Ông vẫn còn tính đi thi sao? Thì biết đâu á, có như vậy mới có ngày đổi đời. Kỳ thi này á, tôi thử một phen, biết đâu á, mình lớn mạng, đổ danh trạng nguyên thì sao? Vậy thì ông ráng đi, biết đâu có ngày á, danh đề bản hổ, rỡ ràng cho huynh đệ nở mặt nở mày ha. Thôi uống với ông vài chung nữa rồi tôi chuẩn bị về tôi đi. Xin mời. Chúc anh thượng lộ bình an, học nghề cho chắc chắn nha. Hẹn ngày gặp lại. Khoa cử cũng đã xong xuôi, triều chính cũng ổn, thiên hạ thái bình, an nhàn quá. Ngay lúc này ta muốn nhìn thấy viên ngọc quý của ta. Đâu? Dạ bẩm hoàng thượng. Đưa dạ. Dạ bẩm hoàng thượng. Chuyện gì? Ngọc phát sáng. Ngọc phát sáng. Đúng rồi, viên ngọc quý của ta là phải phát sáng thôi. Bẩm hoàng thượng, ngọc phát sáng nhưng mà không có cánh lại bay mất tiêu rồi ạ. Cái gì? Cái gì? Dạ. Tại sao lại mất? Hả? Tại sao? Ngươi. Hoàng thượng, xin hoàng thượng hãy bình tĩnh. Tên kia, không phải là ta đã ra lệnh cắt cử một đám lính liên tục canh gác viên ngọc. Tại sao các ngươi canh gác kiểu gì vậy? Dạ bẩm quan cho nô tài quá. Rõ ràng là Ngọc vẫn ở trong phòng, vẫn ở trước mắt của nô tài. Nhưng mà... Im đi! Viên Ngọc có chút chiếu gì vậy? Làm sao mà mọc chân ra mà đi, mọc cánh lên mà bay hả? Hoàng thượng, xin hoàng thượng hãy bình tâm. Hoàng thượng hãy nghĩ đi, đó không phải là viên ngọc bình thường. Vậy thì chuyện nó mọc chân ra nó đi, hay là nó mọc cánh ra nó bay, thì cũng có thể xảy ra đó hoàng thượng à. Cũng có thể xảy ra. Ta nói chuyện ta còn thấy vô lý mà ngươi không thấy vô lý hả? Vô lý. Dạ bẩm hoàng thượng, đâu có viên ngọc nào trên đời này mà cầm lên thì nặng, đặt xuống thì nhẹ. Ngoài ra, nó còn có khả năng phát sáng kỳ lạ. Chính vì nhờ ánh sáng phát sáng của nó, chúng ta có thể dễ dàng tìm kiếm lại được viên ngọc với hoàng thượng à. Vậy thì hay bây giờ chúng ta sẽ cho lính lục soát hết trong cung. Ban đêm, thần sẽ dùng kính thiên lý nhãn soi sáng hết trong bóng tối. Chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra được nó. Vì thần nghĩ kẻ trộm chưa thể nào đi xa được đâu thưa hoàng thượng. Được, truyền lệnh ta lục soát khắp hoàng cung. Tuân lệnh. Đúng là không ở đâu bằng nhà mình. Biết vậy á, ta đừng có mơ tưởng quan quyền đi thiên chi cho nó mệt. Về tới nhà làm bữa thịnh soạn no say mới được. Nô đâu rồi? Dạ. Ủa cậu chủ, cậu mới về hả cậu? Cậu đi thi sao rồi cậu? Đậu hay rớt cậu? Mẹ em thấy sao hỏi. Nếu mà đi thi đậu á thì tiền hô hậu ủng về làng rồi. Nếu mà thi đậu vinh quy bái tổ là tiền hô hậu ủng lần lần rồi. Vậy hả? Cậu thi rớt rồi, cậu tính làm gì? Còn làm gì nữa? Mày á, bây giờ mày chạy khắp xóm mày thông báo là tao á sẽ mở lớp dạy tại tư gia, nghe chưa? Dạ. Bây giờ á, ta chỉ muốn vui thú điền viên, gõ đầu trẻ sống qua ngày. Hết ham bon chen chốn quan trường nữa rồi. Chứ không phải nhắm thi không lại người ta, bỏ cuộc. Cái gì vậy nô? Không xong rồi, không xong rồi. Mất viên ngọc là mất danh tiếng cả một triều đình. Rồi các nước lân bang mà nghe được chuyện này sẽ nói nước của ta là không có đảm bảo an ninh. Một viên ngọc quý như vậy mà lại để mất. Trời ơi. Thôi, ngươi cũng lùng sông suốt đêm rồi, vào trong nghỉ ngơi đi, chứ ngươi quơ hoài ta chóng mặt quá. Ngọc ơi, bây giờ ở đâu vậy Ngọc? Hoàng thượng! Cái gì vậy hả? Cái gì vậy? Dạ không có gì. Nhìn kỹ giùm ta, kiếm kỹ giùm ta. Dạ. Không có nghỉ ngơi gì hết. Vậy cũng không xong. Hoàng thượng! Cái gì vậy? Hả? Có công rồi hả? Có công rồi hả? Hoàng thượng! Cái gì vậy? Hoàng thượng nhìn đi. Đâu? Hoàng thượng có thấy gì không? Ta có một cái kính thiên nhãn thôi. Ha, dành hoài, ôm hoài à. Đưa đây. Dạ đi. Có thấy cái gì đâu? Hoàng thượng nhìn đi đâu vậy? Không thấy cái gì hết. Dạ bên này nè hoàng thượng. Hoàng thượng thấy chưa? Có một cái đốm sáng lập lòe. Nhưng mà nhiều khi đó là những đốm sáng linh tinh thì sao? Không phải, hoàng thượng nhìn kỹ đi. Hả? Đúng rồi, là ánh sáng. Cái ánh sáng viên ngọc quý của ta. Dạ đúng rồi, đúng cái màu đó rồi. Nô. Dạ. Trước khi ngủ á, con nhớ đi kiểm tra nhà cửa cẩn thận, nhớ khóa rào nha con. Dạ, con biết rồi. Cái gì mà đom đóm mai cả đàn vậy ta? Sao nặng vậy ta? Chắc là viên ngọc quý bằng cả một gia tài đây. Con tạ ơn trời Phật. Mình phải đem giấu kỹ, chứ để thiên hạ ganh tức dèm pha lời ra tiếng vào thì lại khổ. Viên ngọc của ta, tại sao nó lại ở đó? Viên ngọc của ta. Hoàng thượng, Diệp Lệnh, thần cũng không biết hả? Trời ơi là trời. Nhưng mà Hoàng thượng à, xin Hoàng thượng đừng lo lắng. Ít nhất thì chúng ta cũng đã biết được rằng viên ngọc đó bay về hướng Nam. Bây giờ Hoàng thượng hãy cho binh lính đi về hướng Nam lùng sục để tìm ra viên ngọc. Kẻ nào dám cả gan giấu ngọc, Hoàng thượng hãy cho chém đầu. Hoàng thượng, xin Hoàng thượng hãy giao thiên lý nhãn này cho thần. Thần sẽ về phương Nam để tìm kiếm. Ban ngày thì khó, còn ban đêm xuống chắc chắn sẽ tìm ra viên ngọc dễ dàng thôi Hoàng thượng à. Ánh sáng chói lòa sẽ không thể nào giấu nổi. Nhưng nếu kẻ lụm được viên ngọc đó biết giấu ngọc bằng thịt tươi giống như lời của ông lão nói thì sao? Chuyện đó thì theo thần, ở ngoài dân gian không biết được, nên Hoàng thượng cứ yên tâm. Sao mà nó sáng quá vậy ta? Để như vậy hoài hàng xóm người ta biết được là chết luôn. Hay là cái hộp này mỏng quá, nó chỉ sáng được. Sao nó vẫn sáng ta? Sao vẫn sáng vậy ta? Cậu chủ làm gì ở trên nhà trên mà sáng rực vậy trời? Cậu chủ ơi, cậu chủ. Mày hả Nô? Dạ. Cậu làm gì ở trên nhà trên mà sáng rực vậy cậu? Cậu đang trong đèn đọc sách. Chà, cô sợ cậu ngủ quên. Vậy lát cậu đọc sách xong á, cậu nhớ thổi đèn rồi mới đi ngủ nha, để cháy nhà. Tao biết rồi, không có sao đâu, lo đi ngủ đi. Dặn mấy đứa kia cũng đi ngủ luôn nha. Dạ dạ. Đừng có bàn ra bàn vô, nhiều chuyện. Dạ, con biết rồi. Mà cậu nhớ thổi đèn nha. Tao biết rồi. Bây giờ làm cách nào để giấu được viên ngọc đây ta? Đã giao cho Khanh kính thiên lý nhãn, cố gắng dò tìm cho ta. Nếu tìm được, ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Dạ. Thưa Hoàng thượng, lệnh của Hoàng thượng ban ra, dù cho sống hay chết, thần sẽ cố gắng làm hết mình. Xin Hoàng thượng hãy giữ gìn thân thể và chờ tin ở thần. Ta tin tưởng ở Khanh. Dạ, thưa Hoàng thượng. Nô, mày làm gì như giống mà mày cứ vòng vòng trước cửa phòng tao hoài vậy Nô? Cậu làm gì vậy cậu? Mày có cây sẻng chứ làm gì? Trời ơi, làm con đi kiếm cây sẻng muốn chết luôn. Mà cậu làm gì ở trong phòng sáng giờ mà khóa trái cửa trống vậy? Ủa Mà sao cái xẻng dính đất không vậy cậu? Thì cái xẻng đào đất phải dính đất chứ. Hổ vậy cũng đi hỏi. Ai không biết là cái xẻng đào đất là phải dính đất. Mà hôm qua lúc con đi làm vườn xong là con rửa sạch sẽ rồi con đem cất rồi. Tự nhiên bây giờ dính đất không vậy nè. Nè nè. Không lẽ cậu đào đất ở trong phòng? À, con biết rồi nha. Cậu đào chôn củ cải trong phòng đúng không? Tầm bậy. Làm gì có của mà chôn. Thôi cậu ơi, nhà giàu ai không chôn của cải trong phòng. Trời ơi, kinh nghiệm con đi ở nợ bao nhiêu năm con biết quá mà. Thôi đừng có lẹo mép. Tao là chủ nhà, tao muốn làm gì tao làm kệ tao. Ai cho mày hỏi. Thôi đi làm công chuyện của mày đi. Thì cậu phải đưa cái xẻng thì con mới làm công chuyện của con được chứ. Phải có xẻng thì con mới ra vườn con bứng chuối được chứ. Đây nè. Dạ. Cậu. Cái gì nữa? Cậu. Con nói cậu nghe nè cậu. Tối nay mà cậu có đọc sách, cậu dặn đèn nhỏ nhỏ thôi nghe. Người làm ở trong nhà tụi nó xì xầm dữ lắm. Tụi nó rủ nhau đi coi cậu làm cái gì. Mà cậu la tụi nó mới thôi á. Mà cậu đốt cái gì? Tối ngày cậu đốt đèn cái gì mà sáng quắc hả? Giống như cháy nhà vậy đó. Nói nghe. Dạ. Tao mua nhiều nến quý hiếm. Mà thôi đi. Mày dặn mấy đứa gia nô trong nhà mình á, không được rình mò trước cửa phòng tao. Dạ. Đứa nào mà rình mò trước cửa phòng tao á, tao đuổi hết. Chuyện của tụi bay á là lo canh đám heo trong chuồng. Dạo này thấy tụi nó xuống ký lắm đó nha. Tao nói cho mà biết, con nào mà bệnh mà xuống ký á là tao cắt cơm tụi bay. Đi. Dạ. Mấy cái đứa gia đình nhà này làm đứa trái tim thòng chết luôn quá. Dạ bẩm thưa đại nhân, đây chắc chắn là cái nơi mình đã mất dấu Dương Ngọc Quý. Người báo với lại trưởng làng, nói hắn ta kiểm tra thật kỹ, dò la xem có ai biết manh mối gì hay không. Dạ, tuân lệnh. Mình chôn ngọc dưới đất rồi, chắc là không phát sáng được nữa đâu. Hay là mình thử cái đi. Thiệt mà kỳ lạ quá, chôn dưới đất mà cũng không giấu nổi. Mình phải làm sao đây ta? Lỡ để lộ ra là chết. Hay là sáng mai mình đem bán quách cho xong. Chú. Trời ơi, gặp chú ở đây may phước quá. Con đang tính tìm chú nè. Cậu kiếm tôi có chuyện gì không? Bây giờ tôi đang gấp lắm. Một lát khi nào xong chuyện á thì tôi ghé nhà chú nghe. Ồ, có gì gấp? Bộ có người đặt hàng hả chú? Có chuyện gì đâu. Nghe nói có quan quân triều đình á đang kiếm ngọc của bệ hạ bị mất á. Lệnh cho tất cả thợ kim hoàn trong vùng phải có mặt. Biết gì á thì báo, nếu không á thì mất đầu á. Quan quân triều đình kiếm ngọc hả chú? Phải. Tôi ghé qua, tôi nói cho mấy ông biết á là tôi không biết cái gì hết. Vậy là xong rồi, tôi ghé cậu nghe. Mà cậu kiếm tôi có chuyện gì không? Điền Chi à? Không có gì đâu chú có lo việc của chú. Xong việc ngày mai con ghé tiệm. Thôi vậy cũng được, thôi tôi đi nha. Dạ. Nếu đây chính xác là nơi Viên Ngọc đã rơi xuống thì bất kể là ngày hay đêm thì ta sẽ tìm cho ra Viên Ngọc. Ở cái vùng đất dân dã như vậy, ta đảm bảo là không có một ai biết được bí quyết giấu Viên Ngọc đó. Đợi cho đêm xuống, ngươi hãy cho quân lính rà soát một lần nữa để tìm Viên Ngọc, rõ chưa? Dạ rõ, tuân lệnh đại nhân. Viên này không phải là ngọc thường, chỉ vua chúa mới có được. Quý giá như vậy mà phải giao nộp Thiệt là ta không có cam tâm chút xíu nào. Đâu có phải là đi trộm cướp gì đâu, phải là duyên trời mới bay vô nhà của mình. Bây giờ không biết phải làm sao. Đem lên giao nộp cho quan thì không được. Cậu ơi, cậu ơi. Ai đó? Con, nô nè cậu ơi. Có chuyện gì không nô? Có chuyện này quan trọng lắm. Cậu ra đi, con nói chuyện với cậu cái nạn cái. Thôi, mày đứng ngoài đi. Có gì nói giọng như tao nghe mà. Không có được. Cái này con phải gặp trực tiếp cậu con mới nói được. Vậy con vô nghe. Thôi, được rồi. Đứng yên, tao ra liền. Dừng lại. Hai người đi lối này. Cứ thấy ánh sáng phát ra khác thường thì cứ xông vào, rõ chưa? Đúng rồi. Còn ngươi? Vậy mình tiếp tục đây hả đại nhân? Đi. Nè cậu coi nè, miếng thịt tươi rói đó, vậy mà cậu đổ thừa con là lười, không có chăm sóc heo, làm heo bệnh, heo chết. Có con heo bệnh nào mà thịt tươi rói vậy không? Có vậy thôi đó. Mà mày lấy miếng thịt ra mày dí với mặt tao vậy hả đâu? Chứ chiều con thấy cậu có vẻ nghi ngờ con là lười biếng không chăm sóc heo làm cho heo bệnh. Con tức quá mà. Con kêu thương lái tới rồi đó. Cậu ra coi nói chuyện giá cả với người ta. Có ai ở nhà không? Chủ nhà ơi, có ai ở nhà không? Ai tới giờ này trời? Ai vậy? Quan Triều Đình. No. Bây giờ con chạy ra ngoài á. Con nói là cậu không có nhà. Đi nhanh lên đi. Nhưng mà có cậu nhà mà. Cậu có làm gì sai trái đâu mà cậu né người ta. Thì nói chung bây giờ á, cậu không muốn tiếp lính triều đình. Đi nhanh lên. Đi nhanh lên. Con cái. Chạy trốn. Ra liền. Nhanh luôn. Quang ơi, từ Quang. Ông là chủ nhà hả? Tôi là chủ nhà. Mà mấy người là ai vậy? Nửa đêm xong với buồn nhà người ta. Bộ ông không nghe thấy là quan quân triều đình đang đi kiếm ngọc cho hoàng thượng hả? Ông có biết tâm tích gì của nó không? À, mà hình như á, hồi nãy ở trong cái nhà này có cái gì đó phát sáng á thì phải. Thì ta đọc sách, ta trong đèn đọc sách. Dạ đúng rồi đó. Cậu chủ con là thầy đồ mà, tối nào cũng trong đèn đọc sách tới sáng hết trơn. Coi đường, nếu ông biết ai mà đang giấu viên ngọc thì phải báo liền cho tôi. Còn nếu không thì đừng trách ta. Tôi biết mà. Vậy thôi. Dạ. Nhớ đó. Trời, con hú hồn luôn cậu ơi. Con cứ tưởng là đi bắt mổ heo lậu không à. Hồi nãy con ra ngoài, con chưa kịp nói là không có cậu nhà. Ông quan dạ con ra rồi tràn vô luôn á. À mà cậu. Cái gì? Con thấy cái gì mà nó sáng, cái gì mà sáng trưng một vùng. Cái ánh sáng ở đâu mà sáng dữ vậy cậu? Thôi, đi ra ngoài đi. Coi tụi mổ heo thu dọn lát tao ra. Đi. Dạ. Cậu đưa con miếng thịt của con nãy rồi. Thôi đi ra để miếng thịt cho ta. Thôi, cái miếng thịt sống mà. Để ở đây lỡ nó hư, nó thối rụm luôn á. Đưa đây con đi cất. Để, ai nói để luôn. Để đây, tao coi kỹ lại. Có phải là heo bệnh hay không. Rồi lát tao mang ra. Đi. Bây giờ con mang ra ngoài. Rồi chút cậu đi ra ngoài. Cậu muốn coi gì con. Để đây hồi nó hôi cái buồn hết á. Đã nó đi là đi. Đi. Dạ. Bộ ông không nghe thấy là quan quân triều đình đang đi kiếm ngọc cho hoàng thượng hả? Ông có biết tâm tích gì của nó không? À, mà hình như á, hồi nãy ở trong cái nhà này có cái gì đó phát sáng á thì phải. Thì ta đọc sách, ta trong đèn đọc sách. Dạ, dạ đúng rồi đó. Cậu chủ con là thầy đồ mà, tối nào cũng trong đèn đọc sách tới sáng hết trơn. Thôi được, nếu ông biết ai mà đang giấu viên ngọc thì phải báo liền cho tôi, còn nếu không thì đừng trách ta. Tôi biết mà. Vậy thôi. Dạ, nhớ đó. Trời, con hú hồn luôn cậu ơi. Con cứ tưởng là đi bắt mỏ heo lậu không à. Hồi nãy con ra ngoài, con chưa kịp nói là không có cậu nha. Ông quan dạ con ra rồi tràn vô luôn á. À mà cậu. Cái gì? Con thấy cái gì mà nó sáng, cái gì mà sáng trưng một vùng. Cái ánh sáng ở đâu mà sáng dữ vậy cậu? Thôi, đi ra ngoài đi. Coi tụi mổ heo thu dọn lát ta ra. Đi. Dạ. Cậu đưa con miếng thịt của con nãy rồi. Thôi đi ra để miếng thịt cho ta. Thôi, cái miếng thịt sống mà, để ở đây lỡ nó hư, nó thối rụm luôn á. Đưa đây con đi cất. Để, ai nói để luôn. Để đây, tao coi kỹ lại, có phải là heo bệnh hay không, rồi lát tao mang ra. Đi. Bây giờ con mang ra ngoài, rồi chút cậu đi ra ngoài, cậu muốn coi gì cậu con. Để đây hồi nó hôi cái buồn hết á. Đã nó đi là đi. Đi. Dạ. Miếng thịt, coi ra là mày cứu mạng tao. Ngọc, đúng là kia Ngọc. Phải thịt sống mới che khuất. Vậy là từ nay mình phải làm sao đây ta? Không lẽ đêm nào mình cũng phải đem thịt sống gì đây mình giấu? Phải có một cách nào khác chứ ta. Kỳ lạ thiệt. Rõ ràng là viên ngọc mất dấu ở đây, vậy mà tới nơi lại không kiếm ra. À, hay là bây giờ mình đi qua làng khác mình kiếm đi đại nhân. Chứ theo nô tài nghĩ, nếu như một kẻ nào đó đã lụm được viên ngọc thì hắn cũng phải cao chạy xa bay, chứ đâu có ngu mà ở yên một chỗ cho mình tìm. Từ kinh thành, nhờ có kính thiên lý nhãn, ta đã dò tìm được tới đây. Cho dù kẻ gian có cao chạy xa bay cỡ nào đi nữa, ta cũng sẽ tìm ra bằng được. Chỉ trừ khi là... Trừ khi là gì đại nhân? Trừ khi hắn ta biết được bí mật cất giữ viên ngọc bằng thịt sống. Cất giữ viên ngọc bằng thịt sống hả? À, nô tài đã hiểu rồi. Vậy là bây giờ á, mình phải đi tìm tất cả các sạp thịt ở trong chợ. À không, mình phải tìm luôn mấy cái lò mổ mới đúng. Không được, cách đó không được. Ta sẽ nghĩ cách khác. Chắc chắn là phải có cách nào đó. Cậu! Ủa? Cái gì vậy? Cậu đang đem thịt sống về phòng nữa hả cậu? Cái thằng này sao cứ tò mò tọc mạch chuyện người khác hoài vậy? Chuyện người khác thì con đâu có tò mò. Mà lúc này thấy cậu lạ lắm mà nghe. Cậu làm gì mà cứ đem thịt sống vào phòng hoài vậy? Bữa nay đem vô, ngày mai bỏ, ngày mốt lại đem miếng khác vô nữa. Cậu có bị sao không cậu? Tại ta thấy ngày dạy học á khá lắm thì cũng chỉ đủ ăn đủ mặc. Cho nên ta đang định mở lò mổ heo, quay heo. Thì đang tập cách kiểm tra các loại thịt nè. Cậu định mở lò mổ heo? Ừ. Mà nếu cậu định mở cái lò mổ heo thì sao cậu không ra ngoài rồi học phân thịt xả thịt ở ngoài đem vô phòng chứ? Cái thằng này, ta làm gì thấy kệ ta. Ta cấm ngươi nha, không được hỏi thêm bất cứ câu hỏi nào nữa nghe chưa. Ta còn muốn giúp cậu thôi chứ bộ. Mà trong đàn cậu lạ lắm. Trong nhà mình mà cậu lén lén lút lút như ăn trộm vậy. Cấm không được nhiều chuyện nghe chưa. Lạ lắm rồi nghe. Không ổn rồi. Tin tức mà đồn ra sớm muộn gì cũng lộn. Phải có cách khác. Phải có thứ thịt sống để lâu mà không bị ôi thiêu, mà có thể giấu kín, luôn mang theo bên mình thì càng tốt. Thịt sống ở đây chứ đâu. Luôn mang theo nó bên mình. Khi cần á, mình móc ra mình bán đi. Phải vậy thôi. Chịu đau một chút mà Ngọc lúc nào cũng sát bên người. Ôi dạ. Ôi dạ. Đại dân à, mình đã kiếm hết rồi. Hay là cho nhổ trại đi tiếp nha. Không, ta có ý này. Cho báo với làng trên xóm dưới, ta mời hết nam phụ lão ấu qua bên kia sông ăn tiệc. Ủa? Không sót một ai, cô hiểu chưa? Ăn tiệc? Ủa? Ngọc Quý còn kiếm chưa ra, mà sao đại nhân hào hứng đãi tiệc vậy? Cứ làm theo lời ta. Chưa hết, ngươi cho lính tìm xuồng, đưa tất cả khách sang sông. Ai lên trên xuồng qua sông thì mới cho vào ăn tiệc. Không được đi bằng thuyền cát. Ủa? Sao vậy đại nhân? Cứ làm theo lời của ta đi. Ê, ai mà bước lên xuồng và làm cho xuồng chìm thì lập tức báo lại cho ta. Cười rõ chưa? Dạ rõ. Rồi cậu, con mời cậu ra ăn cơm cậu ơi. Vì sao vậy? Sao mà dữ vậy nè? Cậu ngồi xuống đi cậu. Sao mà dữ vậy nè trời ơi. sao cậu không để con đi kêu thầy lắc? Thấy nay cậu đi đứng khó khăn hơn bữa trước nữa đó. Ta nói là không sao mà. Mắc gì đi kêu thầy bà. Chỉ có cái một nhọt à, ta tự chữa được. Vài bữa là sẽ hết. Nghĩ cũng lạ, một nhọt mà tới mức mà đi không nổi luôn. Cậu, để tôi coi cho. Cái thằng này. Có gì đâu, con muốn giúp cậu thôi mà. Nếu mà một nhọt á, để con đi hái thuốc về, con giả ra, con đắp vô cho cậu. Thôi đi ra ngoài cho ta ăn cơm được không? Tại con lo á, nếu mà cậu cứ để vậy hoài á, 11 nó nặng thêm nha. Rồi cậu khỏi đi ăn tiệc được luôn á. Tiệc gì mà ăn? Mà tiệc nhà ai mời ta mà ta không biết? Thì đó, hổm đại cậu cứ lo ở trong phòng không. Cậu đâu đi ra ngoài đâu cậu biết. À mà con cũng không biết tiệc gì luôn á. Con nghe mỏ làng rau á, là ngày năm này nè, làng mở tiệc, mời hết tất cả nam phụ lão ấu trong làng luôn. Con đang canh tới bữa đó ăn một bụng cho đã luôn. Ta không đi. Đồ ăn trong nhà thừa mứa, nuốt không vô, mắc gì phải đi ăn tiệc. Mà ngộ lắm nghe cậu. Nói là tiệc làng mời, mà bắt buộc ai cũng phải đi hết. Mà lạ một cái nữa là mở tiệc tuốt ở bên cồn á, muốn qua bển ăn phải đi bằng ghe qua mới được. Ai cũng phải đi hả? Dạ. Nhưng mà ta đang bệnh, bị ngay cái chân nữa làm sao mà đi. Thôi thôi, đi ra ngoài cho ta ăn cơm. Đi. Sao rồi, có gì là không? Dạ, bẩm thưa đại nhân, dân làng của ta kéo nhau đi ăn tiệc đông quá trời đông luôn. Đại nhân có biết không, lính mình á, thay phiên nhau chèo bè, muốn đuối luôn đó đại nhân. Ý mà đại nhân, không có ai bước lên trên bè mà làm cho bè nó muốn chìm hết trơn á. Vậy bây giờ mình phải làm sao? Ngươi chắc là mời hết chưa? Ngươi có chắc là người ta đi đủ và không thiếu một ai chứ? Dạ chắc, làng mạc thì dám que. Mà với lại á, nghe nói đi ăn chùa một cái, ai ngu mà không đi. Ngươi cho lính lục soát từng nhà một, không được để sót bất kỳ ai. Và hỏi kỹ xem là có ai già cả, bệnh tật mà không đến dự được không. Rõ chưa? Dạ. Hỏi người đó. Nè. Dạ. Dạ, con chào quan. Ta thấy người quen quen. Dạ, hôm bữa nửa đêm á, Quang vô nhà cậu chủ con để lục soát á. Ta nhớ rồi. Sao, ăn tiệc có vui không? Dạ, vui lắm Quang ơi, ngon nữa. Trời ơi, lâu lắm rồi con không được ăn một bữa đã đợi vậy luôn á. Quang coi nè, con được cho đem về quá trời luôn nè. Ta hỏi ngươi, có biết ai lo việc đồng án hay già cả bệnh tật mà không tới tiệc được không? Dạ không, đâu có ai đâu Quang. Ui, con nhớ rồi, mà có Quang ơi. Có một người. Không có đi. Nó không đi chân cẳng vậy mà đi đâu. Cậu nghe con nói hết đi đã. Khi mà Quang á, nghe con nói là cậu bị một nhọt đi không có nổi, Quang mới cho lính đem cán về đây khiêng cậu đi ăn tiệc. Vì Quang nói nếu mà không mời thì thôi, nếu mà đã mời phải mời cho hết, ai cũng phải đi hết trơn á. Nhất là cậu là người có ăn học đàng hoàng, phải có cậu đi nữa mới được. Bộ tao quan trọng dữ vậy sao? Dạ đúng rồi. Cậu thấy con không? Con chỉ là người hầu kẻ hạ thôi nè, mà con được Quan cho mời qua bển ăn tiệc, ăn xong rồi còn được gói một bọc bự đem về nữa. Thôi đi đi cậu, để Quan chờ kỳ lắm ha cậu ha. Dạ em mời mấy anh lính vô. Dạ. Dạ thưa ông, mời ông sang làng bên để dùng tiệc à. Ê, cẩn thận đó nha. Dạ. Dạ. Dạ mời ông à. Cẩn thận. Được rồi. Kiên. Ủa sao nặng như vậy? Nặng như vậy hả? Sao nặng quá vậy? Trời ơi, cậu hôm nay cậu bệnh, cậu xuống ký quá trời luôn. Mà sao giờ cậu nặng dữ vậy? Đó về tai nạn xương biết mà. Nhiều chuyện quá. Đi. Anh nô. Phụ tụi tôi một tay đi. Dạ. Đi. 1, 2, 3. Đau. Ráng lên. Dạ. 1, 2, 3. Dừng lại. Đại nhân, truyền lệnh của ta, nhổ trại về triều đình. Ta đã tìm thấy Ngọc rồi. Ê, ông kia, ông là ai mà vô đây ông nói Ngọc Ngọc gì? Ăn nói sằng bậy vậy. Lão, đây chính là trưởng thị vệ, là người thân cận bảo vệ cho hoàng thượng đó. Quan, con biết quan thứ tội cho con nha quan. Ta nghĩ một người đầy chữ nghĩa như ông, không cần ta phải nói là phải biết làm gì chứ. Ủa, là sao quan? Bây giờ ông muốn tự lấy ra hay là để lính của ta giúp một tay? Ông tự rạch đùi của mình giấu Ngọc. Ông là một người gan dạ và hiếm có đó. Nội cái chuyện ông biết dùng thịt sống để giấu viên Ngọc đã là quá giỏi rồi. Thịt sống? Cậu, vậy là cậu tự rạch đùi giấu Ngọc thiệt hả cậu? Trời đất ơi, giờ con sâu chuỗi là mọi chuyện con mới hiểu nè. Hèn chi mấy bữa trong phòng cậu sáng trưng hả? Rồi cậu đem thịt sống vô phòng, rồi cái chân cậu bị đau nữa. Trời đất ơi, sao cậu gan dữ vậy cậu? Lỡ cái chuyện gì rồi cưa vỏ chết luôn á. Định đi. Viên Ngọc từ triều đình bay thẳng vào nhà ông, đó là điều may mắn của ông, không phải cái tội. Nhưng mà hoàng thượng rất thích viên Ngọc, muốn có lại nó, cho nên ông có quyền xin đánh đổi. Ông muốn vàng bạc châu báu hay là chức tước, cứ nói với ta, ta sẽ bẩm báo cho hoàng thượng, không để ông thiệt thòi đâu. Quan nói vậy là được đổi đúng không quan? Quan biết sao không? Ngọc này đâu phải là của thường đâu quan. Nó giống như là báo vật vậy, đổi hết của trong thiên hạ này á, cũng chưa chắc sánh được với nó. Nếu mà đánh đổi á, con số tôi đưa ra lớn lắm mà nha. Ông cứ nói đi. Hay vậy đi, tôi sẽ ra sân, tôi ném một hòn chì, tôi cầm hòn chì nè, tôi ném. Từ chỗ tôi đứng á, tới hòn chì rơi xuống á, là vàng phải sắp cao bằng tôi, chất dài tới đó, được không? Được, ta đồng ý. Chúc mừng ông nha. Yeah. Ai ngờ á, lúc mình chia tay á, mình chỉ nói bâng quơ thôi, nhưng mà đâu ngờ sự thật bất kỳ. Bây giờ anh đúng là phất lớn rồi. Chết rồi. Trong khi á, tôi thật là xui xẻo, vừa ra cái nghề, bây giờ á, gặp ngay cái trận đối chết người. Dân tình á, cám còn không có ăn, huống chi là đóng dài đóng dép. Sao gọi là phất? Phải gọi là đại phất chứ. Bái phục. Tôi nói cho anh nghe, có được tiền của trời cho đâu có đủ. Từ tiền đó mình phải cộng với trí khôn của mình thì mới đẻ ra tiền. Cộng vô tôi mới có cái cơ ngơi này đó chứ. Anh nói thật là chí lý. Trí khôn á, không ai bằng anh hết. Chỉ khổ cho đứa khờ như tôi, vậy mà tai nạn tới điều. Trông vô cái nghề mà bây giờ á, làm không đủ ăn, gặp cái nạn đói nữa, chết chắc. Vậy mới nói thật thà thường thua thiệt. Biết chừng nào mà giàu được. Giàu như tôi như vậy nè mới gọi là giàu nhất nước. Kho vua không bằng một góc của nhà tôi. Vàng bạc đồ quý thì khỏi nói ha. Trừ cái viên ngọc đó ra, nhiều món trong kho của tôi vui còn chưa được thấy nữa kìa. Ông ơi, ông giàu có, ông giúp giùm tụi con đi ông ơi. Ông thương xót tụi con khổ lắm ông ơi. Mấy cái người này làm ăn không lo làm ăn, ở đây còn xin xỏ hả? Mấy người không biết nhục hả? No. Dạ. Con lại ông ơi. Dạ. Con lại ông. Cậu ông kêu ơi. Con mày làm cái gì mà để ăn mày ăn xin vô nhà vậy hả đâu? Đuổi hết đi, đuổi. Dạ. Chuyện chi? Thôi mà bỏ đi. Bây giờ ông đã có tiền giàu nhất dắt rồi, ông có tiền thì ông giúp người ta đi. Đi. Làm ơn đi. Tôi nói ông biết, cho cái tụi này nè biết bao nhiêu là đủ. Đi lên. Cậu ơi, cậu ơi. Gì đâu, không biết có chuyện gì á mà quan quân ập vô mặt ai cũng hầm, thấy ghê lắm cậu ơi. Mình có làm gì đâu mình sợ nữa. Có chắc là ngươi không có nói chứ. Các ngươi đứng đây chờ ta. Dạ bẩm đại quan, Không biết có chuyện chi mà đại quan thân chinh đến đây ạ? Ta nghe bẩm báo, từ ngày ông vào lên, ông tỏ ra phách lối, quên quan, không coi ai ra gì. Người dám tỏ ra quên quan, cho mình là người giàu nhất nước, coi kho vua không bằng một gốc, có đúng như vậy không? Dạ bẩm, dạ tự nhân chỉ vui miệng nói chơi thôi, kể với lại bạn bè, ai ngờ đinh á. Dạ không có, chắc tại người ta ganh ghét với tiện dân, giàu lên nhanh quá người ta ganh ghét. Đại nhân tha tội. Dạ khoác lác, còn lật lọng với bạn bè. Ta nói cho người biết, không phải là bạn ngươi mách lẻo đâu, mà có người nghe được và bẩm báo tới tai của hoàng thượng, khiến hoàng thượng vô cùng tức giận. Trong khi đang mùa đói kém, bao người đói chết, vậy mà ông ở đây phách lối, phát ngôn bừa bãi. Bây giờ nhà vua ra lệnh cho ngươi thi phát chẩn cho người dân, kể lại như sau: vua phát 3 ngày đầu, còn ngươi phát 3 ngày cuối. Nếu vua không phát đủ 3 ngày thì vua thua, ngươi sẽ vô tội. Còn nếu nhà ngươi không đủ tiền để phát 3 ngày, tức là ngươi đã khoác lác, khinh mạng tới nhà vua, thì tội của nhà ngươi đáng lột da, nhồi trấu, để làm gương cho thiên hạ. Đại nhân à, đại nhân tha tội cho tiện dân, đại nhân ơi, đại nhân. Ngươi lo mà chuẩn bị đi. Đại nhân. Đi. Chết rồi, chuyến này ta chết rồi Nô ơi. Cậu, vậy là mình phải chuyển tiền vàng lên kinh hả cậu? Chà, như vậy là căng lắm á cậu. Biết trong 3 ngày phát bao nhiêu mà đem, mà kho vua lớn lắm, biết vua phát nhiêu, chắc phải đem hết cả nhà tài lên cho chắc cậu ơi. Đỡ mất công quay về lấy, lỡ mà quay về lấy gặp quân cướp đường cướp chợ, nó biết mình có của, thọt một phát là chết luôn á. Rồi cái thằng ăn cướp mà nó có ác như mày không? Thôi mày bớt nói là giùm tao cái đi. Trời ơi, kỳ này chắc là tao chết luôn rồi Nô ơi là Nô. Nghe nói ngươi chuyển gia tài về kinh một cách rất là chót lọt, đúng không? Mừng cho ngươi. Nè, ngày mai là ngày tỷ thí đầu tiên. Nếu ngươi nói là ta gian lận thì ngươi cứ việc tận mắt mà kiểm chứng nha. Dạ bẩm hoàng thượng, xin hoàng thượng tha cho tiện dân cái tội ăn nói hàm hồ ạ. Chưa, còn nữa, ta nghe nói ở dưới quê ngươi có một cái số của cải nên ăn to nói lớn lắm. Nghe nè, đừng có khiêm nhường nữa, ngươi cứ việc đường đường mà tỉ thí với ta. Biết đâu ngươi nói đúng thì sao? Kho của vua nhỏ hơn kho của ngươi. Hoàng thượng tha tội. Ban lệnh ta sáng mai đầu canh thìn chuẩn bị phát chẩn. Dạ tuân lệnh hoàng thượng. Cậu ơi, cậu ơi. Sao rồi? Tình hình căng dữ lắm rồi cậu ơi. Căng là căng sao nói. Hai bữa đầu vua phát á, người ta chưa có biết, người ta chưa kéo tới. Từ từ cái người ta kéo nhau, lũ lượt kéo về rất là đông luôn á. Hôm nay nữa là vua phát xong rồi, ngày mai tới mình phát. Căng dữ à nghe cậu. Trời ơi, con không biết người đâu mà kéo về đông quá trời quá đất luôn. Con nhìn chóng mặt luôn á cậu. Cậu. Không sao. Chóng mặt hả cậu? Ta không sao. Cậu ơi, không mấy mình chịu thua đi cậu. Mình còn giữ được của cậu ơi. Bây giờ giữ được của rồi cái đầu ta giữ làm sao? Còn quên. Hay là mình xin với hoàng thượng. Hoàng thượng muốn nhân cơ hội này ép ta phân phát cho dân mất mùa. Ta bị vô thế rồi. Mà phát cũng thua nữa. Dạ bẩm đại nhân, người dân đổi về lãnh chẩn ngày một đông, gấp trăm lần, à không, gấp ngàn lần ngày hôm qua luôn. Từ các ngõ các ngách xung quanh thành bây giờ đông lắm, tràn kín tất cả các cổng thành và mọi nơi xung quanh thành thưa quan. Chưa hết đâu quan. Dù vậy, đội phát chẩn của chúng ta vẫn làm việc rất tích cực, và việc phát chẩn vẫn diễn ra trong sự trật tự suôn sẻ. Ai đấy cũng mừng vui và biết ơn. Tốt lắm. Hôm nay là ngày phát chẩn cuối cùng của hoàng thượng. Bây giờ ngươi trở ra, canh đến cuối canh dần thì giống 3 hồi trống và kết thúc ngày phát chẩn hôm nay. Thông báo cho tên điển chi kia, sáng mai tới lượt 3 ngày của hắn, có rõ chưa? Dạ rõ. Cậu, tiền đã phát hết trơn rồi, vàng cũng phát hết luôn, qua tới lúa thóc cũng sắp hết luôn, mà dòng người lũ lượt vẫn kéo về chưa dứt. mà nhà cửa cũng bán sạch hết trơn rồi. Cậu ơi, cậu còn gì chưa đưa ra không cậu? Đưa ra phát luôn đi cậu, sắp hết rồi cậu ơi. Không sao đâu, hay là bỏng với hoàng thượng, tao thua rồi. Cậu thua? Thua là cậu chịu chết đó hả cậu? Trời ơi, luật thi đã rõ, không còn cách khác. Dạ bỏng hoàng thượng, tiểu nhân xin thua. Xin hoàng thượng tha cho kẻ hèn này một con đường sống mà. Ngươi có biết tội của ngươi chưa? Dạ, tiện nhân biết tội của tiện nhân rồi. Tội dạ là do tiện nhân có của mà không biết quý trọng, lại còn khinh khi kẻ hèn nghèo khó, từng đáng bị phạt trắng tay và làm lại từ đầu. Nhưng mà xin hoàng thượng tha cho tiện nhân một con đường sống để cải tạo hả? Được, nếu ngươi ăn năn hối cải thì ta cũng rộng lượng cho ngươi một cơ hội. Từ nay về quê chăm chỉ mà làm ăn, và nhớ phải biết quý trọng những người sống bằng sức lao động chân chính của họ, nghe chưa? Dạ, dạ tạ ơn hoàng thượng, dạ tạ ơn hoàng thượng. Guốc đây, guốc đây. 2 đồng 1 đô, guốc guốc đây, guốc đây. Đôi nào cũng đẹp hết đó cậu ơi, cậu lựa đi, đẹp đều hết đó. Dạ, 2 đồng. Dạ cảm ơn. Dạ dưới đó. Đôi guốc của tôi xong chưa? Có rồi, có rồi. Đưa đây, đưa đi. Dạ đây. Dạ đây. Đây nè. Dạ. Cô chị đây, đẹp lắm đó chị. Dạ. Sữa đẹp quá ha. Dạ. Tôi gửi tiền nè. Dạ cảm ơn. Ông có sao không? Không sao đâu. Lần sau cẩn thận giụm cái. Sức dài miếng da, đổ ít máu, riết rồi quen à. Hồi đó mới học nghề á, tôi cũng vậy á. Thú thiệt cũng cảm ơn anh đó, cho tụi tôi học thiếu. Mà tôi hứa khi nào mà tôi làm có tiền tôi trả lần lần nha. Tôi cũng dở, biết giờ hồi xưa học thêm cái nghề cho nó chắc. Ráng đi, sắp được rồi đó. Cái nghề này á, coi bộ cũng ngon lắm. Tôi làm mấy năm nay á, thấy cũng được. Ông ráng làm cho giỏi, cho tốt, rồi mai mốt mua nhà nè, rồi dạy học cho người ta nhá. Cảm ơn anh đã động viên. Nhưng mà tôi còn mặt mũi nào nữa đâu mà mở lớp dạy ai? Bởi vậy, con á là con không bao giờ mê ba cái tiền mà từ trên trời rơi xuống. Phải chi mà hồi đó cậu cũng khiêm tốn được như bây giờ. Đừng có nổ quá, biết nhường cơm xẻ áo với người nghèo, giống như mà cậu Đinh đối đãi với cậu á. Giờ đâu đến nỗi nào, đúng không? Ôi được rồi, huynh đệ với nhau không mà, ráng làm đi ha. Guốc đây, 2 đồng 1 đôi, guốc đây, guốc đây, guốc đây, 2 đồng 1 đôi. Đứng lại. À, nhà ma kìa tụi bay, ghê quá à. Nói. Ê, mẹ tao nói bả là ma đó. À không phải, bả là do ma đẻ ra. À, bà ma đó kìa. Thấy. Cha vô nhà đi, cha đừng có đứng ở đây. Má còng từ nhỏ đi ngang ném đá rồi trúng cha nữa đó. Chắc chi bọn trẻ hả con? Con gái à? Dạ. Đi nhớ về liền nha, đừng có nghe ai rủ rê đâu. Dạ con biết rồi, con đi đây. Có nghe cha tôi dặn gì chưa? Hôm nay á tôi không tới mấy nơi mà mấy người nói đâu. Đừng có theo người ta nữa mà. Trời ơi tránh ra đi. Không thấy người ta sợ hả? Em van chị đó chị. Chị giúp em đi báo quan đi chị. Hắn ta đã cưỡng bức em, còn giết chết em nữa đó chị. Còn em nữa chị. Em không thích mẹ em suốt ngày cứ khóc lóc gọi tên em, làm cho em lỡ mấy lần đi đầu thai. Cứ ná đây miết. Chị nói với mẹ em giúp là kiếp sau em sẽ làm lại con của mẹ em. Hai người tự đi mà nói đi. Em xin chị, em van chị giúp giùm tụi em. Giúp tụi em đi chị. Trời ơi, ngày nào mấy người cũng mua quanh tôi như vậy, khiến cho người ta tưởng tôi là bị điên kìa. Thôi, để tôi chết luôn đi cho rảnh nợ. Tôi nói rồi đó, hai người đừng đi theo tôi nữa nha. Trời ơi, con Nguyệt là lên cơn đó rồi kìa. Ghê quá, sao thấy nó tối ngày toàn nói chuyện với Hồng Ma không? Thì nó là con của má mà. Chuyện gì vậy con? Cha, cha hứa với con á là năm con 18 tuổi, cha sẽ cho con biết tất cả sự thật về mẹ của con. Con được sinh ra như thế nào, mà sao thiên hạ thấy con là xa lánh, né tránh, còn xì xào sau lưng con á là con của ma. Con có gì khác người đâu chứ, mà sao những oan hồn cứ đeo bám con không rời à. Con gái à, biện đời biết mấy cho vừa. Những oan hồn đó có làm tổn hại đến con không, hay họ đã chết một cách đáng thương? Con không biết, đó là chuyện của họ. Sao họ cứ kéo theo làm phiền con, mà không phải là người khác chứ. Con muốn sống một cuộc sống bình thường, con không muốn chơi với những hồn ma. Con à, vì con là một đứa trẻ đặc biệt, số phận đã trao cho con một khả năng đi lại được giữa hai thế giới âm và dương, là cầu nối cho những oan khiên có cơ hội để giải bày. Tại sao con không lấy những điều đó làm phần phúc cho mình, mà lại đi oán trách như vậy? Cha nói gì mà con không hiểu. Cái gì là đặc biệt, cái gì là đi giữa âm dương hả cha? Con của cha bây giờ đủ lớn khôn rồi. Thôi thì cha cũng không cần phải giấu giếm chuyện năm xưa nữa. Con hãy nghe cha kể đi, rồi tự chiêm nghiệm về phần số của mình. Mình ơi, 18 năm đã trôi qua, mà sao tôi vẫn thấy đau xót trong lòng, như chuyện mới xảy ra từ hôm qua vậy. Con tôi khát giữa bố tay, ai cho bố thế mà đời đời. Mình ơi, mình hãy mau tới đón con về, càng sớm càng tốt nha mình. Nha mình, nhớ tới đón con về nha mình. Mình ơi. mình ơi, số phận thật là nghiệt ngã. Vợ con vấn số. Bây giờ mẹ lỡ có chuyện gì, con sống làm sao nổi hả mẹ? Ông trời ơi, cháu của tôi chỉ còn có mấy ngày nữa đã chào đời rồi. Sao ông không để cho nó có cơ hội để thành người, để cho cha con nó gặp mặt nhau, cho bà cháu tôi được gặp mặt nhau? Sao ông nỡ? Mẹ đừng quá lo lắng nữa. Con à, cái chỗ mẹ con của nó nằm đó có được đàng hoàng không con? Mẹ đừng quá lo lắng. Bà con ở đó họ biết vợ của con bụng mang dạ chữa, đột ngột qua đời, cho nên họ cũng thương lắm. Biết là con nhà xa, không tiện đưa thi thể của vợ con về, nên họ bảo là mai táng tạm thời vợ con ở đó. Họ hứa với con họ sẽ chăm sóc mộ của vợ con đàng hoàng. Nhưng mà thật lòng, mấy hôm nay trong bụng của mẹ sao nó thấy nôn nao sao? Nó giống như là bị lửa đốt vậy đó con. Con cũng thấy vậy đó mẹ. Không hiểu sao đêm qua con nằm mơ một giấc mơ rất là lạ. Con thấy vợ của con về, nàng khóc lóc dữ lắm, mà hình như là trên tay của nàng có bỏng một đứa trẻ sơ sinh đó mẹ. Chắc là do con nghĩ nhiều về vợ con của con, rồi con mơ tưởng vậy thôi. Chắc là như vậy. Nghĩ mà cũng tội cho nó, đã gần đến ngày sanh nở rồi mà còn nằm mơ nằm mộng để thấy cái điềm xấu. Thì tôi đừng có tin, còn thính thầy ông thầy bà nói là cao số mẹ với con, để vượt đường xa đi cho tận nơi, để xin bùa về để được bình yên. Bình yên đúng không thầy? Mà giờ con phải nằm ở nơi xứ lạ quê người. Con ơi là con. Trời ơi, lỗi là tại con. Tại con không ngăn cản nàng, chứ nếu mà lúc đó con ngăn cản nàng thì cớ sự đâu có ra như vậy. Thôi con à, đâu cũng là cái số. À, khoảng cách. Từ từ thôi này. Dạ, hai vị tới thuê phòng hả? Đúng rồi. Ông còn phòng không? À, dạ còn chứ. Cho vợ chồng ta một phòng. Chúng ta chỉ ở lại đây đêm nay, ngày mai sẽ lên đường sớm. À, dạ được. À, tôi trông phu nhân có vẻ mệt. Ừ, đúng rồi, giờ ta đang mang thai, với lại đi đường xa cho nên mệt. Rồi, xin mời hai vị đi lối này. Có gì thì quý khách cứ sai bảo. Sáng mai chúng tôi sẽ lên đường sớm. Dạ. Mình mệt rồi, vào thôi. Mình ơi, đừng làm ta sợ mà. Cố lên đi mình. Cố lên mình ơi. Mình ơi, đừng làm ta sợ. Mình ơi, đừng làm tôi sợ mà. Mình ơi. Khách quan, có chuyện gì khách quan? Vợ của tôi. Mình ơi, tỉnh lại đi. Đừng làm ta sợ mà mình ơi. Mình ơi, tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi mình ơi. Mình ơi. Mình đừng làm ta sợ mà. Tỉnh dậy đi mình ơi. Khách quan, vợ của ông tắt hơi rồi. Mình ơi, tỉnh lại đi mình ơi. Nàng không thể chết được. Nàng còn mang con của chúng ta mà. Nàng sắp lâm bồn rồi. Mình ơi. Nàng sắp làm mẹ rồi. Mình ơi, tỉnh dậy đi Mình ơi. Mình ơi. Khách quan, bây giờ ngài liệu bề thế nào? Bây giờ ta rối quá, ta không biết phải làm sao cả. Nhà của ta cách đây mấy ngày được, mà mấy bữa nay trời mưa to, cho nên là sạt lở núi, không thể nào đi lại được. Chắc là ta với vợ của ta phải ăn dầm nằm về ở ngoài đường để chờ thông thương đường. Lẽ ra ta phải đưa vợ ta đi về hướng Bắc để mà lễ chùa theo như nguyện vọng của nàng. Nhưng mà sao nàng vắng số, cho nên phải nằm lại ở đây. Bây giờ ta không biết phải làm sao cả. Xin ông hãy giúp ta. Dù sao á thì cũng phải mai táng nàng ta, đâu thể nào chờ thông đường được. Có khi một tuần nửa tháng mới đi được thì sao? Xin ông hãy giúp ta. Ta là khách vãng lai, cho nên ta không biết phải tính làm sao cho hợp lẽ cả. Hay là để tôi xin với làng cho ông được mai táng nương tử của mình ở tạm đất này, để cho nàng cũng đỡ tủi thân, rồi sau này thuận tiện ông quay lại bốc mộ đưa về quê. Được nghe cậu chị Bằng, xin cảm ơn ông. Ông ơi, ông ơi ông. Trời ơi, cô làm tôi hết hồn à. Ủa cô? Tôi muốn mua cháo. Ủa, như cô đâu phải ở làng này phải không? Mà sao đi mua cháo sớm quá vậy? Giờ này mới qua giờ sửu hả? Tôi cần nước cháo. Con tôi mới sanh, mà tôi thì lại bị tắc sữa nữa. Tội vậy. Mà sớm quá cháu chưa có nhừ. Mà sao người nhà không đi mua? Trời ơi trời, còn sương lạnh cái gì. Cô đi mới sanh nữa, cô đi vậy không có tốt đâu. Người nhà của tôi ở xa lắm, còn thân tôi thì có xá gì. Chỉ tội là tội cho hài nhi. Thôi được rồi, đợi tôi chút để coi cháu nhựa rồi tôi sẽ bán cho cô nha. Nóng nữa nha. Cảm ơn ông. Đi cẩn thận á, trời còn tối lắm đó. Cẩn thận cô ơi. Trời ơi, như vậy lúc này sao tôi giật mình quá. Ai mà tới mua đồ sáng sớm phải không ông? Cô đó mới sanh mà mua cháo về cho con, mà cổ thì mất sữa rồi. Vậy à? Ừ. Tội chưa. Thôi dọn quán này, mở cửa bán đi. Ừ. Lửa nó tắt bên kia kìa ông. Biết rồi, nghề của tôi mà. Ủa? Gì kỳ cục vậy nè? Gì vậy? Gì kỳ? Ông à, Hả? Ra tôi nói này nghe nè. Cái gì vậy? Sao mà trong tô tiền của mình á lại có cục đá? Nó có chuyện này nữa? Trời đất ơi, ông còn hỏi tôi nữa. Cái tô tiền này là chỉ có mình tôi với ông giữ thôi à? Ông có để ai thọt tay vô trong tô tiền của mình không? Ai chơi ác rồi luyện cục đá vô đây vậy trời? Ai mà chơi ác? Ông chứ không ai á. Sao tôi? Thì đó, mắt của ông chắc quán gà hay là đứng nhiều chuyện người ta rồi bị người ta lừa gạt, thay vì người ta bỏ cục bạc đây bỏ cục đá vô, ông không hay biết gì á, đúng không? Chàng trao đâu có nhiều đâu, người ta lừa gạt làm cái gì? Tức thiệt á. Để tôi đếm nha, tôi đếm tiền bán sáng giờ ha, mất bao nhiêu là tôi biết liền nè. 1, 2, 3, 6, 10, 45. Mất nhiều không? Rồi, mất tiền đúng một chén cháo. Mất con chén hả? Đúng một chén cháo. Một chén cháo. Thôi, mình lời đâu có như không ai lừa gạt rồi, coi như mất chén cháo coi như là mình cho người ta ăn no dạ vậy không? Đấy. Nhưng mà tôi tức lắm nha, thà là xin đi thì tôi cho. Tôi biết. Đằng này đừng có lừa gạt mình cái kiểu đó nha. Để tôi coi nha, từ hồi sáng tới giờ khách mua hàng của mình á, ai đáng nghi ngờ nhất nè. Rồi. Tôi hả? Không, tôi biết rồi. Ai hả? Người đáng nghi ngờ nhất là mẹ Lú ở xóm xú cho mày á. Ủa, mà tại sao bà nghĩ tới bà đó là sao? Thì đó, bà đâu có nghèo đâu ha, ăn ở không, chuyên đi lường gạt thiên hạ. Đây nè, hôm bữa đi chợ tôi với bà đứng kế bên lựa ngay chỗ sạp vải đó, bà mua vải người ta, bà trả cho người ta 10 quan tiền, mà trong đó hả bà gài vô hả 1 quan tiền giả, bị người ta bắt gặp tại chỗ rồi đó, vậy mà còn chối đại đãi đó. Có chuyện đó nữa hả? Ừ. Bà thật lừa gạt như vậy là đáng rồi, xứng đáng là lừa gạt. Như tôi hỏi bà cái nồi cháo mình lời đâu có nhiêu ha, mà lừa gạt làm cái gì? Thôi coi như mình bố thí đi ha. Tức bà Lúa thiệt á. Thôi bỏ qua chuyện đó đi, đi chợ đi. Nè hả? Ở nhà coi quán á, tiền bạc cẩn thận, đừng để bị lừa nữa nghe chưa? Tôi biết rồi, còn bà cũng vậy nữa. Sao? Bỏ qua cái chuyện này đi nghe. Ra thì chợ bà gặp bà Lú rồi thấy rồi bà đi kiếm chuyện với người ta đi. Ờ, cảm ơn ông nha. Hả? Là sao? Nhờ nhắc bà Lú tôi mới nhớ. Cầm cục đá nè, ra ngoài chợ mà cứ gặp bà Lú hả, tôi hỏi cho ra lẽ. Sao kỳ vậy ta? Ai đâu mà lường gạt, mà không lường gạt tại sao có cục đá? Nè hả? Ở nhà coi quán á, tiền bạc cẩn thận, đừng để bị lừa nữa nghe chưa? Tôi biết rồi, còn bà cũng vậy nữa. Sao? Bỏ qua cái chuyện này đi nghe. Ra thì chợ bà gặp bà Lú rồi thấy rồi bà đi kiếm chuyện với người ta đi. Ờ, cảm ơn ông nha. Hả? Là sao? Nhờ nhắc bà Lú tôi mới nhớ. Cầm cục đá nè, ra ngoài chợ mà cứ gặp bà Lú hả, tôi hỏi cho ra lẽ. Sao kỳ vậy ta? Ai đâu mà lừa gạt, mà không lừa gạt tại sao có cục đá? Kỳ. Ủa bà Phấn, ủa hôm nay đi chợ chưa vậy? Trời ơi, ở nhà có chuyện cứ lằng nhằng qua lằng nhằng lại ra mới chợ trễ vậy nè. Hai bà có thấy bà Lú đâu không? Tôi thấy bà cãi lộn ngoài chợ á. Tôi ra ngoài đó tôi cãi lộn tiếp nữa nè. Chuyện gì? Bà gạt vợ chồng tôi. Nghĩ làm sao vậy? Bán chén cháo có lời bao nhiêu tiền đâu. Nỡ lòng nào mà tờ mờ sáng ha. Chồng tôi bán cái bả chén cháo, bả đưa cục đá, bà nói chồng tôi là cục bạc, vậy mà chồng tôi cũng cầm nữa. Đây nè, đấy bà thấy không? Trời, cục đá. Rõ ràng đây là cục đá chứ gì mà. Hình thù nó khác cục bạc mà. Vậy đó, mà không biết chồng tôi quán gà hay là bả cho chồng tôi ăn bùa mê xuống lú hay sao đó. Ông cầm cục đá, ông nói cục bạc. Sáng ra đưa tôi cầm, tôi mới biết đây là cục đá. Tức không? Tôi ra tôi chửi cho biết mà. Cái vụ này tôi nghe quen quen à nghe. Quen là sao? Là bả lừa đảo bà luôn hả? Gần đây nè, có người kể tụi tôi nghe chuyện y chang vậy nè. Là sao? Có người ban đêm đi mua đồ đưa cục bạc, nhưng mà sáng ra cái người bán hàng kiểm lại là cục đá. Đúng rồi, chuyện này gần đây tôi cũng có nghe nữa đó. Chuyện này hả? Chỉ có người âm mới làm được thôi. Ma đó. Bà cũng nghe nữa hả? Ờ, tôi có nghe. Nghe rồi. Thiệt mà. Ghê vậy? Ê, ông đi chợ hả? Chợ gì nổi nữa. Thôi đi về. Ông chủ ơi. Ông chủ ơi, ông chủ. Ai đó kêu cửa sớm vậy? Trời, bữa nay lạnh quá vậy nè. Cô có phải là người mua cháo hôm qua phải không? Sao mua cháo sớm quá vậy? Giờ này chưa có cháo. Thôi cô đi đâu một chút đi, rồi lát nữa trở lại đây nha. Ông chủ ơi, ông làm ơn bán cho tôi bát cháo đi. Con tôi nó đói cả ngày nay rồi. Sao cả ngày nay không cho nó ăn nó uống gì hết vậy? Tôi bị bệnh. Giờ này tôi mới ra được nhà đó. Thật ơi, thiệt là khổ. Thôi được rồi, vô nhà đợi tôi một chút đi. Rồi tôi nấu cháo rồi chín rồi nhừ rồi tôi bán cho cô nha. Cô vô nhà đợi đi, ở ngoài này sương gió lắm, không có nên. Tùy cô vậy. Đợi chút nha. Nè con. Đợi tôi chút lấy tiền thối nha. Đâu rồi? Cô ơi! Cô ơi! Trời ơi! À, có lẽ là nóng lòng sợ con ở nhà đói. Mai thế nào cũng lại mua nữa, mai thối cũng được. Ơi, 10, 2, 10. Rồi mờ sáng đó, có một cô gái trẻ cổ đến mua cháo, chưa kịp thối cô giả cổ đi rồi. Định mai là thối lại cho cổ đó. Cái gì vậy ông? Cái gì? Ra đây nói nghe nè. Gì nữa? Ông nói là cô gái với ông cái gì? Cục bạc. Sao mày đưa tôi cục đá? Ủa kỳ vậy? Tôi coi rõ ràng mà, đưa tôi cục bạc mà sao bây giờ là cục đá là sao? Trời ơi, ông nhớ lại đi nha. Cô gái đưa cho ông nhìn thấy là cái gì? Cục bạc. Rõ ràng là mấy cục bạc phải không? Ừ. Còn bây giờ đây là cái gì? Cục đá. Mà lúc cô gái đưa ông thấy là cái gì? Thì cục bạc. Ông thấy rõ ràng không? Rõ ràng. Rõ ràng là cái gì? Cục bạc. Còn bây giờ cái này là cái gì? Cũng rõ ràng là cục đá. Mà người ta đưa ông là cái gì? Không bận. Dần lanh không à, thì ta đưa tôi cục bạc. Ủa sao kỳ vậy ta? Không phải. Ý tôi nói là ông thấy rõ ràng là cục bạc phải không? Ừ. Rồi tại sao bây giờ là cục đá? Không lẽ là cái kẻ lừa gạt mình hôm trước? Mà tôi hỏi ông nè, ông thấy rõ ràng á là người ta đưa ông cục bạc. Đúng. Rồi bây giờ là tôi lại cầm là cục đá. Ừ. Ủa Sao kỳ cục vậy? Tự nhiên sao tôi thấy nổi da gà quá không? Là sao? Cục bạc cái cục đá này nè, có bao giờ là người hả? Là gì? Có bao giờ là người nói rõ rồi đi, vậy sao tôi biết? Hỏi anh đó. Bậy là ba không à? Ông ơi, tôi nói thiệt á, ghê quá à. Chắc vậy rồi đó ông ơi. Bây giờ nè, hả? Bây giờ tôi với ông á đi gặp thầy cúng đi, hỏi coi có chuyện gì để mình biết cách mình cư xử cái người cho đúng cách nha. Đến trước giờ giật không? Dạ phải. Rồi tới đây là đứng ở ngoài cửa rồi nhận cháu rồi đi liền. Ông không gặp rõ mặt có đúng không? Dạ thấy không rõ. Nhưng mà người đó không phải ở làng này mà yếu ớt lắm, giọng nói nhỏ xíu à. Tôi chắc chắn là cái cục đá này là của cô đó đưa đó. Dạ. Mà hả, cô ta mặc đồ trắng toát à? Nếu đúng như tôi suy nghĩ là có thể người này là người cõi âm, đang cần giúp điều gì cho nên tìm tới ông bà. Thôi thì vậy, ông bà nên làm phước giúp người ta đi. Lần sau á, nếu mà gặp lại á, ông bà đi theo cô ấy. Trời ơi, coi coi sao, biết đâu người ta nhờ ông bà chuyện gì đó. Thầy ơi thầy, biểu tôi đi theo người đó hả? Trời ơi, thà tôi chết sướng hơn nữa. Sợ lắm thầy ơi, không dám theo đâu thầy. Thôi ấy, thầy cho tôi một lá bùa để cho người khuất mặt khuất mày á, đừng tới chỗ quán tôi nữa. Rồi để cho tôi làm ăn buôn bán, muốn cúng cái gì tôi cúng cho người đó cái đó, được không thầy? Đâu được. Cái gì? Thầy đã dặn rồi, người ta có chuyện người ta mới nhờ tới mình, mình phải giúp người ta thôi. Nhưng mà cái đó là tùy các người thôi. Nè, cái duyên á mà được người cõi âm tìm tới á, không phải ai cũng có đâu nha. bà rung tôi rung theo bây giờ. Đừng có thở, thở mà con ma nó xây lại gì. Sợ không ơi? Đừng có sợ, mà sợ tôi sợ theo bây giờ. Ai da, trời ơi, cái gì vậy? Té. Té đi con ma, mất dấu mình. Sao kỳ vậy bà? Sao bà té con ma nó đứng lại? Bây giờ mình đi thử coi. Thôi đi về đi ông. Đi cái gì? Đi cái có chuyện gì xảy ra? Đi nữa hả? Đi. Đi. Trời ơi. Trời ơi. Ủa? Đâu rồi ông? Đâu rồi? Mới thấy có ở đây mà. Mà tôi nhớ. Ủa? Ở đây đâu có nhà của ai? Rõ ràng là cậu đứng ngay chỗ này nè. Rồi lại mất tiêu luôn. Đó, chỗ đó đó. Ông à, trời tối quá, mà nơi đây hoang vắng nữa, thì làm gì có nhà cửa. Sao tôi sợ quá ông ơi. Bà làm tôi sợ đến bây giờ. Có gì đâu mà sợ. Đi đi. Đó. Cái gì vậy? Bà có nghe gì không bà? Tôi nghe. Có tiếng con nít khóc. Tôi cũng nghe nữa. Nhưng mà nơi hoang vắng như vậy thì làm sao mà có nhà cửa, rồi làm sao mà có tiếng con nít khóc như vậy được. Tôi sợ quá ông ơi. Sợ cái gì bị sợ. Không có gì đâu. Đi tới còn sao. Tôi không thấy cái gì hết á. Tôi cũng đâu có hơn gì bà đâu. Có khu gì hết. Rõ ràng là cái chỗ này nè. Tôi thấy có ta chỗ này nè. Sao có thú gì nè. Cái gì vậy? Bà đâu? Cái gì vậy? Té thì đã làm sao đó. Không phải. Gì? Chỗ tôi té là một cái gò. Cái gò thì đã làm sao? Nhưng mà cái gò này nó cao cao. Cái cao cao mới là cái gò. Ông à, có một tảng đá. Tảng đá thì đã làm sao? Ủa, nhưng mà sao cái tảng đá này á lại có chữ? Thì có chữ mới là mộ bia á. Con tiếng con nít khóc rồi. Chạy. Sao bà không chạy? Hai người dám khẳng định người phụ nữ trẻ đó biến mất vào cái mộ sao? Và có cả tiếng khóc của trẻ thơ nữa. Dạ thưa đại nhân, chính mắt và tai của vợ chồng tôi nghe thấy rõ ràng, không sai một chỗ nào hết. Mới hồi sáng đây tôi và dân làng tới nơi đó thì hóa ra chỗ đó ngôi mộ mà thương gia họ Ngô cách đây một tuần chôn người vợ xấu số của mình, mà bà ấy đang mang thai nữa. Dạ. Chẳng lẽ nơi đó có quyệt đạo sao? Có người sống ở đó à? Dạ không phải. Dạ không phải đâu đại nhân à. Mà cổ không phải là người như tôi. Không, cổ không phải là người bình thường. Cổ là gì? Cổ là ma đó. Dạ thật. Chỉ có ma mới biến một cục bạc thành một cục đá. Mà chỉ có ma mới chui được vào trong ngôi mộ đó. Con nói thiệt mà. Dạ bẩm đại nhân, thiên hạ đang đồn đại rất nhiều về vấn đề này. Ma cỏ ở đâu ra? Cớ sao lại có chuyện này? Hãy kể đầu đuôi cho ta rõ. Dạ. Chuyện là dạo trước có một đôi vợ chồng trẻ đi viếng chùa thì có ghé ngang qua làng ta. Người vợ thì bụng mang dạ chữa, sắp đến ngày khai hoa nở nhụy. Họ ghé thuê phòng tại quán trọ cuối làng. Hai vị tới thuê phòng hả? Đúng rồi, ông còn phòng không? À, dạ còn chứ, cho vợ chồng ta một phòng. Chúng ta chỉ ở lại đây đêm nay, ngày mai sẽ lên đường sớm. À, dạ được. À, tôi trông phu nhân có vẻ mệt. Ừ, đúng rồi, giờ ta đang mang thai, với lại đi đường xa cho nên mệt. Mình ơi, đừng làm ta sợ mà. Cố lên đi mình, cố lên mình ơi. Mình ơi, mình ơi, đừng làm ta sợ. Mình ơi, đừng làm tôi sợ mà. Mình ơi. Khách quan, có chuyện gì khách quan? Vợ của tôi. Mình ơi, tỉnh lại đi. Đừng làm ta sợ mà mình ơi. Mình ơi, tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi mình ơi. Mình ơi. Mình đừng làm ta sợ mà. Tỉnh dậy đi mình ơi. Khách quan, vợ của ông tắt hơi rồi. Mình ơi, tỉnh lại đi mình ơi. Nàng không thể chết được. Nàng còn mang con của chúng ta mà. Nàng sắp lâm bồn rồi mình ơi. Để tôi xin với làng cho ông được mai táng nương tử của mình ở tạm đất này, để cho nàng cũng đỡ tủi thân. Rồi sau này thuận tiện ông quay lại bốc mộ đưa về quê. Hả? Mang thai sắp tới ngày sinh. Hèn gì người vợ trẻ đó đến mua cháo. Nói là cho con mới sanh. Vì cô ấy không có sữa. Hả? Có con chết trong lúc mang thai. Trời ơi, vậy là ma đẻ con rồi. Ủa, nếu mà là ma đẻ con vậy thì đứa nhỏ ma đâu? Đứa nhỏ ma. Quan đường, hết sức quan đường. Dạ thưa quan, hiện tại thì dân làng đang đồn đãi rất nhiều về chuyện ma nữ đẻ con. Theo thiện ý của tiểu nhân, để tránh những chuyện phát sinh, đại nhân hãy cho quạt mộ để kiểm chứng. Lúc đó thì họ sẽ không còn lời ra tiếng vào. Được, hãy truyền lệnh ta cho người mang tin quả tóc về quê của thương gia họ Ngô đó. Mời ông ta tới đây để chứng kiến việc quật mộ của vợ mình. Dạ, tôi lại đây nha. Dạ thưa quan, hiện tại thì dân làng đang đồn đãi rất nhiều về chuyện ma nữ đẻ con. Theo thiện ý của tiểu nhân, để tránh những chuyện phát sinh, đại nhân hãy cho quật mộ để kiểm chứng. Lúc đó thì họ sẽ không còn lời ra tiếng vào. Được, hãy truyền lệnh ta cho người mang tin quả tóc về quê của thương gia họ Ngô đó. Mời ông ta tới đây để chứng kiến việc quật mộ của vợ mình. Dạ, tôi lại đây nha. Ta không thể tin được. Những lời mà ngài nói hoàn toàn giống như những gì ta thấy trong giấc mơ. Không lẽ nàng muốn cho ta biết điều gì hay sao? Bởi vì dạo gần đây xuất hiện nhiều chuyện rất là kỳ lạ, cho nên quan quyết định là quật mộ càng sớm càng tốt. Ông nên mau tôi lên đường. Được, đi. Con à, hay là con cho mẹ đi theo cùng chứ? Không được đâu mẹ. Mẹ không khỏe trong người, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Con sẽ tranh thủ đi rồi về ngay nha mẹ. Đi. Trời là Phật, phù hộ độ trì cho con dâu tôi được bình yên. Mở nắp quan tài ra. Ra bấy lâu nay mình đã hạ sanh để chăm sóc con chúng ta như thế này sao? Mình đúng là người mẹ hiền. Mình thác rồi mà vẫn chăm lo cho con của chúng ta chu đáo như vậy. Con của ta, con của ta. Là của con đây. Con phải chăm sóc cho con. Mình ơn tặng đi. Mình khơi với mình. Tôi sẽ nuôi nhớ con của chúng ta trở thành một người con. Con ơi, nó trả đây. Con cũng cần. Trời ơi, là như vậy sao? Tội quá đi. Đứa bé này phước lớn mạng lớn, mau đưa vào trong để chăm sóc. Trời đất ơi, từ khi cha sinh mẹ đẻ ra bây giờ, lần đầu tiên mà con thấy một đứa trẻ có thể sinh ra trong quan tài từ người mẹ đã chết như vậy luôn á. Quỷ mẫu, quỷ mẫu. Từ trước tới nay ta chỉ nghe đồn đại, giờ thì ta tận mắt chứng kiến. Tình mẫu tử đã động tới trời đất là đây. Bỗng thật cơ chuyện là như thế nào, xin đại nhân chỉ bảo thêm. Chứ bọn tiểu nhân chẳng hiểu gì cả. Cớ làm sao mà một người đã chết lại có thể sinh con được chứ ạ? Điều này á thì ta cũng mới đọc được trong sách cổ có ghi chép lại thôi. Có lẽ là khi người mẹ tắt hơi thì đúng lúc đó bào thai đã xuống dạ con, sắp ra ngoài rồi. Sau khi chết chừng một vài ngày thì áp lực trong cơ thể cũng có thay đổi. Nó tạo nên một sức ép tự nhiên tống thai nhi ra khỏi bụng mẹ. Chỉ riêng trường hợp này ta không giải thích được. Làm sao mà đứa bé sống được trong quan tài tối ôm như thế kia. Và có người mẹ đêm đêm đi mua cháo về để nuôi con mình. Âu cũng là cơ trời quyền bí. Đại nhân, tôi xin đa tạ đại nhân vì ngài đã anh minh sáng suốt, kịp thời cứu lấy con của tôi. Cảm ơn bà con. Cảm ơn bà con rất nhiều. Nhờ có bà con mà con của tôi được cứu. Hãy ráng nuôi dạy đứa bé cho tử tế. Ta tin rằng đây là một đứa trẻ đặc biệt. Mình ơi! Về rồi đó hả? Dạ. Mình ơi, con nó cứ khóc đòi mình suốt à? Hay là mình ở lại với tôi nha mình? Dạ không được, em phải đi. Em gửi con lại cho mình nha. Mình nhớ nuôi con khôn lớn và nên người nha mình. Mình ơi, mình đi đâu vậy? Mình ơi, mình ơi, đừng đi mà, ở lại với tôi đi mình ơi, mình ơi. Mình cứ yên tâm mà siêu thoát đi. Tôi hứa với mình, tôi sẽ chăm con khôn lớn thành người. Trời ơi, đây là sự thật sao cha? Con là đứa trẻ được sinh ra với mồm sao? Con ra đời với một hình hài nguyên vậy. Dù mẹ con là tắt hơi, nằm yên trong lòng đất lạnh lẽo, bằng mọi sự nỗ lực, cho dù người đời họ cho là ma là quỷ là gì đi nữa, thì hơn hết vẫn là tình mẫu tử đã khiến mẹ của con đã đưa con về được với dương gian. Con ở giữa ranh giới của cõi âm và dương từ khi con chưa chào đời. Ơn trên đã cho con một khả năng thiên phú là nhìn thấy được những linh hồn chưa được siêu thoát. Nhưng cũng từ đó, để tránh những lời dèm pha dòm ngó của mọi người, cha đã chuyển nhà vào nơi hẻo lánh để sinh sống cho được yên tĩnh, để nuôi dạy con khôn lớn nên người, cho mẹ con được yên lòng. Con hiểu rồi cha ơi. Mẹ ơi, giờ này mẹ ở đâu? Sao mẹ không cho con được một lần gặp mặt mẹ chứ? Con gái, mẹ của con đã hoàn thành được tâm niệm. Có lẽ bây giờ mẹ của con đã được đi vào cõi luân hồi. Con đừng quá bi thương như vậy. Làm sao cha? Mẹ ơi, lòng mẹ thương con thật quá phi thường. Con biết làm gì bây giờ để đền đáp công ơn từ mẫu đây? Con gái, con hãy tự hào những gì mà số phận đã dành cho con, và hãy trân trọng khả năng thiên phú đó, sử dụng để giúp đỡ cho mọi người. Từ đó con mới thấy xứng đáng với tấm lòng của mẹ con đã dành cho con, xứng với sự sắp đặt của ơn trên. Con đã hiểu rồi thưa cha. Con hứa con sẽ mở lòng mình với tất cả những ai tìm tới con. Con không oán trách họ nữa. Con sẽ giúp đỡ họ bằng khả năng và cả tấm lòng của mình. Ổn rồi con gái. Họ Trương kia, sao ngươi dám khẳng định tên thư sinh Lý Hà kia không phải là hung thủ giết chết con gái của ngươi? Trong khi đó, ai cũng đều nhìn thấy bắt tại trận. Thậm chí có nhiều nhân chứng thấy rằng hai người đã cãi vã với nhau to tiếng trước đó một ngày. Bẩm quan, chuyện cãi vã là có, nhưng chỉ là Thật sự là tiểu nhân không có giết nàng. Tiểu nhân bị oan. Thưa đại nhân, dù tôi rất đau lòng con gái tôi đã chết, mong tìm ra hung thủ, nhưng tôi khẳng định rằng tên thư sinh này không phải là kẻ giết người. Hắn không có lý do gì bức tử con gái tôi, vì hai chúng nó rất thương mến nhau. Án mạng có thể xảy ra trong giây phút bất ngờ mà không hề định trước. Hung thủ có thể giết người do bị kích động một cái việc gì đó, chẳng hạn như là ghen tuông. Lý Hà, ngươi giải thích tại sao mà ngươi có mặt đúng lúc tại hiện trường như vậy? Ai đã bóp cổ nạn nhân? Và tại sao trong tủ gạo nhà ngươi lại có sâu chuỗi ngọc? Thật sự tiểu nhân không biết gì hết. Bẩm quan, nhân chứng đã khai man. Tiểu nhân bị hàm oan, tiểu nhân bị vu khống, tiểu nhân không biết gì hết á. Tiểu nhân không có giết người. Nhân chứng hỏi hồ. Dạ. Người hãy nói rõ hơn. Dạ bẩm quan, quan cũng thấy rồi. Tên Lý Hà này là một tên thư sinh nghèo rớt mồng tơi, đã vậy mà còn đèo bồng việc trai gái. Chính con và người làm của con trông thấy hắn sát hại chính cô gái kia. Trời ơi quan ơi, tội cho cô gái lắm quan ơi, tội cho cô gái lắm quan. Quan mình xét quan ơi. Ông quan, thật sự là lúc đó tiểu nhân có là vô hạn, nhưng mà khi đến nơi đau xót lắm quan ơi. Nàng ấy đã chết. Đau xót sao? Đúng là lưới trời lồng lộng, cho nên khiến có người đi ra bờ sông mà bắt được gặp tại trận. Thật sự tiểu nhân bị oan mà quan. Thật sự tiểu nhân bị oan. Tiểu nhân không có giết nàng. Tiểu nhân bị oan quan ơi. Thưa đại nhân, tiểu nữ xin được bẩm báo. Ngươi là ai? Muốn bẩm báo điều gì? Bước lên phía trước. Thưa đại nhân, tiểu nữ họ Ngô tên Nguyệt, là bằng hữu của nạn nhân trong vụ án này, cũng biết được vài manh mối. Xin đại nhân tra xét. Ả kìa, ở đâu mà vô đây vậy? Dạ thưa đại nhân, tiểu nhân không biết con Ả này à. Xin cô hãy nói giúp ta một lời công bằng. Nếu thật sự cô là bằng hữu của nàng, cô biết gì thì cứ nói. Thưa đại nhân, là người này. Tại sao? Ta làm gì? Ngươi đâu ra nói chuyện sằng bậy gì? Thưa đại nhân, chính hắn đã từ lâu tơ tưởng đến cô ấy và nhiều lần đón đường để gạ gẫm, nhưng đều bị cự tuyệt, cho nên đã nảy sinh căm thù. Sau khi biết được hai người họ có buổi hẹn hò nên đã ngụy tạo bức thư để mà thay đổi giờ giấc, khiến cô ta tới trước nửa canh giờ. Sau khi cưỡng hiếp, hắn ta đã giết người diệt khẩu. Thưa đại nhân. Đại nhân, quan cho con lắm đại nhân. Con không có làm điều đó đại nhân ơi. Thì ra là hắn. Ta nhớ rồi. Dạ thưa đại nhân, có lần con gái tôi đã kể, có một tên công tử có ý đồ xấu với con gái tiểu nhân. Trời ơi, là ngươi hả? Thưa đại nhân, lúc mà nàng còn sống, nàng hãy kể cho tôi nghe, có một vị công tử háo sắc, thường xuyên gạ gẫm nàng. Vì tôi thương nàng quá nên tôi bỏ qua. Thì ra là hắn. Các người ăn nói gì vậy? Tại sao lại vô không cho ta? Hoàng ơi, bình xét với con đi Quang. Chính con là người nói lên sự thật đó Quang ơi. Bọn họ vu khống cho con đó Quang. Lời nói của con là thật Quang ơi. Quang minh oan cho con đi Quang. Minh oan cho con đi Quang ơi. Này cô gái họ Ngô kia, giữa công đường muốn đổ tội cho ai thì phải có nhân chứng vật chứng rõ ràng. Nếu không thì tội gì ngươi sẽ biết rồi đó. Thưa đại nhân, dám hỏi ngài có cho khám nghiệm tử thi nàng ấy chưa ạ? Tất nhiên là có. Nàng ta bị siết cổ đến ngạt thở mà chết. Thưa đại nhân, trong móng tay của nạn nhân có để lại vết máu và da người do xô xát với hung thủ. Đại nhân có thấy không ạ? Điều này có ghi rõ. Tại sao cô biết? Thưa đại nhân, hung thủ nhất định bị nạn nhân cào cấu đến chảy da tróc dãy. Xin hỏi thư sinh Lý Hà đây, trên người có vết chày xước gì không ạ? Được. Lính. Dạ. Vạch áo ra để kiểm tra. Dạ. Bấm đi nha, không có gì hết. Được. Thưa đại nhân, trong khi xô xát với nạn nhân, trên vai của hung thủ có để lại 5 dấu tay của nạn nhân cào cấu rất mạnh. Mặc dù đã 3 ngày nhưng dấu đó vẫn còn rất rõ. Đại nhân, xin hãy kiểm tra người hắn. Được. Lính đâu? Dạ. Vạch áo hắn ra để kiểm tra. Không được đụng vô ta. Lính, ý định. Dạ. Không được đụng. Buông ra. Buông ra. Buông ra ra. Buông ra ra. Trời, cô gái tôi chết tạm vì tên này sao? Đồ súc vật, người đã hãm hiếp nàng, lại còn giết nàng, lại còn đổ oan cho ta nữa hả? Mọi người im lặng. Ta cho hai người lui. Tên kia, chứng cứ đã quá rõ ràng, ngươi còn gì để nói nữa không? Nói gì chứ? Đây chỉ là cái vết mèo cào. Mèo cào khi ta đi săn thôi, chứ có gì đâu. Thưa đại nhân, chưa hết. Hắn còn sai gia nhân lẻn vô nhà của thư sinh Lý Hà để bỏ tang vật để du oan, nhưng rủi cho ngươi là tên này có máu tham giặc đã cắt bớt đi một đoạn dây chuỗi ngọc để đem bán. Ta đã tìm được người chủ hiệu, và hiện tại bà ta đang có mặt ở đây. Thưa đại theo. Được, cho bà chủ hiệu vào. Dạ thưa đại nhân, tôi là chủ tiệm bạc. Đúng như cô gái này nói, tên Tuất là gia nhân của vị công tử này, có cầm đến tiệm một sợi chuỗi ngọc nhờ tôi cắt bớt đi một khúc để bán. Nghe cô ấy nói đây là tang vật của vụ án, nên tôi sợ mới đem lại đây. Được, Linh, đem tang vật lên so lại. Dạ. Được rồi, ta cho bà lui. Dạ. Tên kia, đây chính là hai chuỗi ngọc cắt ra từ một dây. Ngươi còn gì để nói nữa không? Chuỗi ngọc của ta đâu có biết là chuỗi ngọc gì. Ngươi đừng có vu oan người ta. Lính đâu? Dạ. Bắt giam mang lại. Tránh ra, tránh ra, nói người tránh ra. Ta không giết người, ta không giết người. Ta cho người biết, cha của ta chính là cháu của quan thượng thư. Ngươi cẩn thận cái ghế của người đó. Ta không giết người, ta không có giết người. Ta không giết người, ta không có giết người. Ta... Tại sao cô lại đây? Đi đi, đi đi, đi. Tôi không giết cô. Chính cô đã ép tôi. Tôi không giết cô. Tôi Quang ơi, cô con đi Quang ơi. Mà Quang ơi, cô con đi Quang ơi. Chính người đã thú tội trước con đường. Lên. Dám hắn vào một tối. Không, tôi không có giết người. Tôi không có giết người. Lý Hà. Dạ. Ngươi đã được minh oan là vô tội. Lính. Dạ. Cởi trói cho Lý Hà. Còn cô gái ta... Ủa? Cô ta đâu rồi? Cô gái đâu rồi? Cảm ơn chị đã giúp em bắt được hung thủ. Nếu không, ăn này làm sao mà giải được. Giờ em đã được siêu thoát rồi. Chị chỉ giúp một công sức nhỏ thôi. Em yên lòng mà ra đi nha. Nhớ đầu thai vô gia đình tốt nha. Chị giúp bọn em đi chị. Chị ơi, bọn em đi chị. Chị ơi, chị giúp bọn em đi chị. Chị ơi. Kể từ đó, cô gái nhỏ bé tên Nguyệt, đứa con của bà mẹ ma, đã biết đem chút năng lực của mình ra giúp đời, giải oan cho những linh hồn bất hạnh, giúp họ tìm được liên lạc với dương gian. Dù có kẻ tin người không, nhưng trên hết, vì cô gái ấy đã được chào đời bởi sức mạnh của một tình mẫu tử thiêng liêng kỳ diệu, nên cô luôn đem sự chân tình và thấu hiểu sâu sắc ra mà đối xử với mọi người như một cách tạ ơn đến mẹ.